Rồi, hôm nay Vũ Huy xuống dưới là thành phố đấy à? Hôm nay nghỉ lễ thầy tưởng cả các em sẽ đi đâu, thầy cũng không đi đâu cả. Định đi chơi loanh quanh nhưng mà không ở chỗ Yên Bái thì cũng không có chỗ nào. Anh em bạn bè chơi thì chắc là ngày mai mới đi chơi ban ngày được. Đợi tí thầy vui à thì về thị trấn này rồi thầy chào bạn Nga, chào bạn Vũ Huy. Hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục cái nội dung các cái bài chủ đề DFS kế tiếp. Ở trong hôm nay thì chắc mọi người cũng một số các bạn đang đi ngày lễ mùng 2 tháng 9 năm 2023. Mà hôm nay mới mùng 1 tháng 9 mà mọi người đã đi chơi luôn từ mùng 1 rồi. Khả năng là nhiều người đi chơi từ ngày 31. Các em lưu ý là cứ sau mỗi buổi học cái file bài làm của thầy trò mình sẽ được update thường xuyên, và do đó mọi người cứ nhớ cái tải phiên bản cuối cùng về nhé. Sau khi mà học xong cái khóa học lớp nâng cao của thầy trò mình thì cái phiên bản cuối cùng thầy sẽ gửi tới các em. Video bài giảng thì up trên kênh YouTube của thầy Đặng Tuấn Thành. Thì bạn nào chưa like share comment cật lực kênh YouTube của thầy nhé. Cứ sau mỗi buổi học thì đến sáng hôm sau hoặc là trưa hôm sau thì thầy mới tải mới up lên video được. Ở cái chương đầu tiên là chương về số học thì các bạn các em xem lại các cái hệ thống bài ta đã làm. Ở chương thứ hai là chương chủ đề về quy hành động, thì trong chương chủ đề quy hành động này có rất nhiều các bài tập hay, và những cái bài tập kinh điển thì không được đề cập đến trong cái chương này, bởi vì những bài tập kinh điển, các bài toán nổi tiếng thì nó có lời giải trên mạng sẵn rồi, thì cái phần đấy là ta sẽ tự nghiên cứu. Ở cái chương 3 thầy trò mình đang học đó là giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu, và ta đã trải qua được rất nhiều các cái bài tập, từ bài tập cơ bản và nó cứ nâng cao dần nâng cao dần. Tới ngày hôm nay thầy trò mình đang dừng ở bài số, có thể thầy nhớ là bài Orient xong rồi đúng không? Bài đồ thị có hướng xong rồi. Ta sang bài kế tiếp là bài 89. Mọi người chuyển sang bài 89 giúp thầy nhé. Hôm nay tại thời điểm này thì thầy thấy có các Minh Chu này, có Nga, Vũ Huy này, bạn Chiến này, bạn Thuận này, cũng và Gia Huy cũng đã vào được. Vậy thì ta sẽ bắt đầu với cái nội dung của chúng ta, bài số 89. Các em cũng lưu ý trên server bây giờ đang có một cái đề là contest mùng 2 tháng 9, cái đề thi thử mùng 2 tháng 9, đề thi gồm có 5 câu. Do đó các em có thể làm cái đề đó vào ngày mai cũng được. Lúc đầu thầy định tính hôm nay chưa đề nhưng mà thấy mọi người cũng chưa làm nhiều trên server để thầy kiểm tra một chút là tại thời điểm này có bao nhiêu người làm cái đề contest đấy đâu. Bây giờ nó có khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mới có khoảng 14 bạn đã nộp bài lên server để làm đề. Như vậy vẫn đang còn rất nhiều bạn chưa nộp bài, chưa làm cái contest này. Cái contest thầy ạ, quên chưa chưa, chưa chia sẻ màn hình. Đây, khi các bạn nhìn thấy có cái đề thi thử hai mùng 2 tháng 9 đấy. Khi các bạn đăng nhập vào cái trang ilp.hoctổ.org ấy thì các bạn lúc nào các em đăng nhập không được thì nhớ báo thầy nhá. Thì nếu mà không đăng nhập thì chứng tỏ cái máy của thầy hoặc là bị con thầy nó tắt mất, hay là thầy tháo máy mang đi đâu đó. Thì nhớ nhắn qua Zalo để thầy biết thầy bật máy để các em chấm bài, hoặc là thầy trả lời tin nhắn. Rồi ta ấn vào nút đề thi đây. Thì khi đó ta có một cái đề thi tổng quan là rất nhẹ nhàng, đề gồm có 5 câu, ngang với mức đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Các em lưu ý nhé, nó ngang với đề mức đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nó có 5 câu, do đó các em phải cố gắng làm khoảng tầm 30 đến 35 phút trên một câu. Đấy. Đấy. Ta có khoảng tầm 37 phút trên một câu thì cái đề... Và lưu ý rằng khi ta làm đề thi thử, ta nên chỉ chấm một lần duy nhất. Và chấm một lần duy nhất đồng nghĩa với việc là các em cần phải làm bài nó thật là cẩn thận, xin test xin kiếp thật tốt. Như lần trước các bạn thầy cũng có dặn các em là cứ mỗi bài khi mà chấm ấy, thì các em phải cố gắng xin được khoảng 10 test, chạy ra kết quả và chứng minh được rằng kết quả đó nó là đúng. Đấy. Thì khi đó mới nộp bài lên hệ thống nhé. Chứ đừng lấy cái server của thầy làm cái công cụ test của các em. Lúc đầu mới luyện tập thì được, nhưng mà sắp thi đến nơi rồi thì ta không thể lấy cái server làm cái test thì chết. Đi thi ai cho mình chấm nhiều lần. Rồi hôm nay thầy cho mình bắt đầu nhé. Và bây giờ thầy có 7-8 bạn đã vào đây rồi. Có cả Luật, cả Chu Minh và các bạn đây. Hôm nay thầy cho mình tiếp cái bài D. Thầy nhận thấy có bạn phản hồi rằng cái bài DFS Short 2 test nó bị sai. Rồi ok, thì nữa ta sẽ kiểm tra xem nó sai hay đúng nhé. Rồi ta sang cái bài đầu tiên. Bài nào cũng sai à? Ok. Bởi vì cái test chạy thế này thì có khả năng nó sai hay đúng, thì tí nữa ta sẽ biết ngay cho mọi người là bởi vì ta đang làm trên đồ thị có hướng, nó sẽ có khác đi so với đồ thị vô hướng. Vậy thì bài này cụ thể là gì? Người ta định nghĩa lại cái đồ thị có hướng là đồ thị mà tất cả các cái đường đi có cạnh là cạnh có hướng. Trong đó cạnh UV thể hiện rằng có đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V, chỉ có đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V. Do đó khi ta xây dựng cạnh ở đây như hôm trước ta xây dựng đồ thị đây. Trong quá trình xây dựng đồ thị, nếu gặp được một bộ số UV thì ta chỉ xây dựng cạnh UV chứ không xây dựng cạnh VU nhé. Đấy. Như vậy kề của đỉnh U đó là đỉnh V. Đấy. Bây giờ ta có cho đồ thị gồm có N đỉnh, M cạnh. Bây giờ ông này ông đang đứng ở đỉnh S. Cái cô bạn là đang đứng ở cái đỉnh T. Họ về về cuối tuần thì ông James ông bảo là anh sang chỗ em hoặc là em qua sang chỗ anh. Đấy. Vậy thì có hai điểm là hoặc là hẹn gặp nhau ở S hoặc là gặp nhau ở T. Bây giờ người ta yêu cầu hãy cho biết hành trình di chuyển của James hoặc Alisa để họ có thể đi đến đường gặp nhau ở S hoặc gặp nhau ở T. Bởi vì truy vết ngược nên ta nhìn thấy cái output của input để đề bài là nhập N đỉnh này, M cạnh này, S là đỉnh ông này đang đứng này, 6 là đỉnh ông cái bà Alisa bà đang đứng này. Đây là các cái đối cạnh trên đồ thị này. Bây giờ ta quan sát như sau. Ta có một cái đường đi người ta chỏ ra được là 6, 2, 3, 1. Đây, 6, 2. Thầy sử dụng cái nốt nhé. Này, 6 này, 2 này, 3 này, 1 này. Bởi vì trong đề người ta có ghi chữ truy vết ngược. Như vậy là rõ ràng ông này đang đi theo hướng từ 1 cho đến 6. Như vậy chứng tỏ rằng mọi người sẽ gặp nhau ở đỉnh 6. Bởi vì Alisa đang ở đỉnh 6 mà. Rồi cái truy vết thứ hai 6 4 2 3 1. Như vậy anh này đang đi ở đỉnh, thầy clear lại cho các bạn dễ nhìn. Ta đang ở đỉnh 6. Đi sang đỉnh 4. Đi sang đỉnh 2. Đi sang đỉnh 3. Sau đó đi về đỉnh 1, sau khi cái đường đi này lông ca lông côn thế này. Đi bây giờ bởi vì truy vết thì ta nhìn nhận thấy nhá, 6 4 3 2 1 thì ta thấy nó đi ngược chiều, nhưng do bài này là bài truy vết ngược nên nó sẽ đi là 1 sang 3, từ 3 sang 2, xong từ 2 xuống 4, xong từ 4 về 6. Đấy, cái đường đi nó trông như thế. Hình dung được chưa? Đó là đường số 2 nhá. Như vậy đường số 1 đường số 2 đúng rồi Vũ Huy nhá. Thầy đã thấy Trường Sơn đã vào rồi. Như bây giờ chưa thấy cô Nhung đâu. Cô Nhung chắc lời bận hay sao. Rồi kế tiếp đường 621. Đường 621 nó bắt đầu từ đỉnh 6.
nó đi về đỉnh 2, nó qua đỉnh 1. Đấy. À, và lưu ý ta phải truy vết nhé. Riêng đồ thị thì có truy vết, quy hành động thì truy vết nhiều khi nó hơi bị đa nghiệm. Nhưng đồ thị thì thường khi xây test, xây dựng test các thầy xây chắc chắn có nghiệm duy nhất. Quy hành động thì nó có thể đa nghiệm. Rồi bây giờ ta nhận thấy rằng đường đi là 6, 2, 1. Như vậy là nó đi từ 1 này, qua 2 này, xuống 6 này. À, như vậy đường đi này là đường đi hợp lệ nhé. Đường đi theo chiều 1, 2, 6. Như vậy họ gặp nhau vẫn ở đỉnh 6. Rồi kế tiếp là 6, 4, 2, 1. Như vậy thì ông qua từ đỉnh 6 này, ông đi xuống đỉnh 4 này, đi qua đỉnh 2 này, sau đi về đỉnh 1 này. Như vậy vì truy vết ngược nên ta sẽ đi từ 1 này, qua 2 này, xuống 4 này, về 6 này. Đấy. Như vậy vẫn hoàn toàn chấp nhận nhé. Như vậy đường đi 6, 4, 2, 1 đúng. Rồi kế tiếp, đường đi là 1, 5, 4. Đi qua đỉnh 1 này, đi qua đỉnh 5 này, đi sang đỉnh 4 này, đi qua đỉnh 2 này, sau đi về đỉnh 6 này. Bởi vì truy vết ngược nên ta sẽ đi từ 6 về 2, xong qua 4, xong qua 5, xong về 1. Đấy. À, như vậy là khi đi như thế này thì cái cô Alisa đi sang bên nhà ông James này, gặp nhau ở nhà ông James. Đấy. Như vậy là Vũ Huy ơi, test này đúng em nhé. Các bạn khác chắc cũng ra được test như thế đúng không? Vậy thì qua cái thầy giải thích như trên thì ta nhận thấy rằng ở đây là bài toán liệt kê đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Đúng không? Đây là bài toán liệt kê. À thôi, để cóp lấy cái form. Như vậy ở bài toán 9, bài 89 này là bài toán đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Lưu ý rằng khi ta sử dụng đường đi từ S đến T, ta hạn chế tối đa sử dụng thằng DigraSet để xây dựng đồ thị nhé. Mà ta chỉ sử dụng xây dựng đồ thị bình thường. Các em dùng ma trận kề hoặc là danh sách kề để xây dựng đồ thị có hướng. Đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng vì họ hẹn nhau ở đỉnh S và đỉnh T hoặc đỉnh T. Đầu tiên thì ta nhận thấy như thế này. Trong bài thì người ta có trường hợp đó là hai ông này không liên thông với nhau, tức là không đi đến được với nhau. Vậy thì một khi đã không đi đến được với nhau thì chứng tỏ là cái đỉnh S và đỉnh T không cùng nằm một vùng, không nằm trong cùng một vùng liên thông. Và từ từ đấy thì ta cũng sẽ rút ra nhận xét là đây là cái bài toán là liệt kê các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Đấy, đây là ta có bài toán 1. Liệt kê các đỉnh đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Rồi sau đó ta có bài toán 2 là bài toán ngược lại, là liệt kê các bài toán đi từ T về S. Đấy. Ta có bài toán 2, liệt kê đỉnh từ đỉnh T về đỉnh S. Thì trong quá trình liệt kê như thế này thì ta thu được các đường đi. Các đường đi được gọi là hợp lệ. Thì ta nhận thấy trong quá trình mình DFS từ đỉnh S nếu mà về tới đỉnh T. Bây giờ ý tưởng của ta sẽ thực hiện như sau. Ta sẽ thực hiện duyệt DFS từ đỉnh S. Đấy. Để thu được các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh D. Đấy. Rồi khi đó sau đó ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt DFS, ta khởi tạo lại các cái đỉnh, sau đó ta lại duyệt DFS từ đỉnh T để thu được các cái đường đi từ đỉnh T về đỉnh S. Đấy. Thì trong cái quá trình duyệt như trên thì ta sẽ thu được hai nhóm đường đi. Và nhìn vào cái cách giải thích khi nãy thì thầy ta nhận thấy rằng bởi vì truy vết là truy vết ngược nên ta nhận thấy
Ở bốn cái test đầu tiên thì là cái do cái ông James, ông sẽ đi sang nhà cô Alisa kia. Cái test à cái đường đi cuối cùng là cái cô Alisa sẽ đi ngược trở lại. Như vậy ở trong chương trình chính mình sẽ gọi DFS để liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Và sau đó ta khởi tạo lại đồ thị, ta khởi tạo lại các đỉnh đã bị đánh dấu trong cái quá trình DFS, tức là ta có thể sử dụng mem set hoặc là ta for y chạy từ 1 đến n, ta gắn free y bằng true thể hiện rằng đỉnh y đang còn free, sau đó ta mới bắt đầu DFS lại t nhé. Rồi. Bởi vì đồ thị nó là đồ thị có hướng nên khi DFS và DFT nó sẽ có thể đưa ra được các đường đi khác nhau. Bởi vì khi nãy ta nhận thấy trên đồ thị thì nó có thể đi từ 4 về 6. Nó có thể đi từ 1. Bạn chờ đấy đi để bật cái. Nó có thể đi từ 1, nó đi qua 3, nó có thể đi qua 2 sau đó nó về 6. Nhưng nó không thể đi từ 1 qua 5 mà nó không thể đi qua 4 được, bởi vì đây là đường một chiều, nó chỉ chia cho phép đi chiều này thôi. Đấy. Nhưng mà từ 6 thì ông này cũng có thể đi theo đường vòng như thế này, đi quay về đây. Nhưng mà ông không thể đi qua đây được, bởi vì cái đường này là đường một chiều. Đấy, cũng không thể đi về đường này được, vì đường này là một đường một chiều. Từ đó thì ta nhận thấy với cái đồ thị có hướng, khi ta duyệt DFS, ta thấy cảm giác nó thích hơn nhiều. Hay nói khác, khi làm bài tập đồ thị có hướng, mình cảm giác nó phê hơn nhiều, sướng hơn. Đấy. Sau cái bài tập đồ thị vô hướng, mà mình cảm giác nhìn cái đề hình này trông nó cũng ngầu hơn. Rồi, như vậy thì với cái tư tưởng như trên thì bài toán này nó lấy cốt lõi của cái bài toán duyệt đồ thị liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Đó chính là bài liệt kê các đỉnh S liệt đây. Bài này. Bài 77. Bài 77 này thì ta sẽ thực hiện đây. Ta tổ chức một cái thủ tục chơi để truy vết liệt đưa ra các cái đỉnh trong cái vùng liên thông mà cái đỉnh đó cái trong quá trình DFS nó đi qua. Rồi, bây giờ thì ta duyệt qua tất cả các đỉnh kề của nó. Nếu với mỗi đỉnh kề P và đỉnh P chưa thăm thì ta sẽ thực hiện thăm đỉnh P và lưu rằng để đi đến đỉnh P thì ta phải đi qua đỉnh U. Đấy. Tức là mình lưu được lưu vết lại. Rồi sau đó nếu mà đi đi đến cái mà gặp được được đỉnh T rồi thì ta dừng lại, thì ta sẽ đưa ra cái đường đi của à, thì ta sẽ đưa ra đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Sau đó ta lại tiếp tục thực hiện DFS tiếp để tìm các cái đường đi khác. Đấy. Rồi như vậy thì mô hình của bài toán mình là vẫn là mô hình của bài toán này. Và ta đang ở bài 89. Đấy. Và ở trong bài bài 89 này cô dài đi. Ở đây thì ta cũng lưu ý là có một cái khi nãy ta đang đấy. Đó là nếu không có cái đường đi nào thì ta sẽ đưa ra là giá trị trừ một. Đấy. Vậy thì bây giờ ta lấy ngay từ trên cái bài toán của bài toán kia thì ta sửa lại. Bài này là bài DFS short. Vậy thì ta sẽ thực hiện là tương tự như vậy. Ta DFS short vẫn bình thường. Ta có M, N, đỉnh S và đỉnh T. Input của mình M, N, S và T đúng không? M, N, S và T rồi. Và đồ thị tương tự như vậy. Bây giờ nó chỉ khác nhau trong cái việc xây dựng đồ thị ở ngay chỗ này. Đấy. Ta bỏ cái cạnh này đi. Khi ta xây in vào một cạnh UV thì ta đánh dấu rằng có đường đi từ U đến V. Bởi vì đồ thị có hướng nên chưa chắc đã tồn tại được đường đi từ V về U. Nên mình bỏ nó đi nhé. Bỏ đi thì với bài này thầy sẽ bỏ luôn. Đây là thầy lấy cốt của bài của bạn Chu Minh. Sau đó sau khi xây dựng xong đồ thị thì thầy thực hiện là DFS từ đỉnh S. Đấy. Khi DFS từ đỉnh S
thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các cái đỉnh lân cận của đỉnh S. Sau đó thầy truy vết và đưa ra được các cái đường đi. Được chưa? Rồi, như vậy là thầy xong được cái việc thứ nhất và sau đó thầy đưa ra được cái thằng này. Với mỗi thằng thì thầy đưa đường đi ra ở phần khởi tạo của trung bình chỗ nào nhỉ? Đấy, bằng F đúng không nhỉ? Đây bằng vector F đây. Đấy, bạn gắn F bu là bằng 1 là đánh dấu là nó đã được rồi. Bây giờ ta lại tiếp tục, ta lại phải khởi tạo lại cái mảng F. Đấy, ta khởi tạo lại cái thằng FI bằng phô. À, như ở đây bạn khởi tạo nó bằng không. Đấy. Nếu không nhầm thì bạn cần đánh dấu nó bằng đây, đánh dấu bằng một nó đã đi đến thì khởi tạo lại nó bằng không. À, để khởi tạo lại bằng không thì mình có thể chắc tí nữa thầy lấy code ở bên ngoài chứ đây thầy đang code ở trong Word này rủi ro quá. Các bạn thấy code trong Word nó mới ngầu. À, khởi tạo lại FI. Sau khi khởi lại tạo lại FI xong thì thầy lại DFS một phát. Trước khi DFS thì thầy CLI ra để cho nó à thì như khi viết xong xuống dòng nó CLI rồi. Đấy. Thì bây giờ thầy lại DFS lại một phát nữa. Mà bây giờ thầy khi thầy gọi DFS thì hỏi xem là cái ông James đi đến ông Alisa bằng cái đường nào. Sau đó bây giờ thầy gọi DFS thằng T. Rồi, ok, thầy chào Thuận. À, khi thầy DFS thằng T thì khi đó thầy lại thu được các đỉnh nhé. Khi DFS thằng T thầy lại thu được các đỉnh đi từ S đến T. Ở đây bạn sử dụng một cái biến C để cầm cờ, vậy thì ta xem trên code chương trình bạn sử dụng C ở chỗ này đây, cầm cờ trong một lần truy vết, tức là mỗi lần phát hiện ra một đường đi thì bạn phải khởi tạo lại bằng cờ, nếu mà không phát hiện ra đường đi thì CL ra trừ một. Như vậy là với cái bài như trên thầy đã gửi luôn cái code để mọi người tham khảo ở trong nhóm Zalo. Hôm nay ta paste code cho mọi người dễ nhìn luôn. Rồi về bài này, bài DMS short tư tưởng của nó làm ở trên cái bài là DFS tìm đường đi từ S đến T. Nhưng mà nó chỉ khác nhau có mỗi việc xây dựng đồ thị. À, làm như thế nó sẽ không ra đủ à, Chu Minh? Thầy nghĩ là trong cái quá trình mình DFS hai chiều như thế thì mình sẽ liệt kê ra ra được hết chứ nhỉ? Người ta thử tìm xem có bạn nào ở trong nhóm làm bài DFS short, bài này có lẽ nhiều người làm rồi. À, có Hoài Băng này. À, người ta xem Băng làm thế nào. À, bước 1 là xây dựng đồ thị này. Bước thứ hai đánh dấu các đỉnh chưa thăm này. Bước thứ ba là DFS từ đỉnh S đến đỉnh T này. Sau đó khởi tạo lại nó bằng phô, sau đó DFS từ đỉnh T về đỉnh S. Sau đó đưa nó ra. Thế thế ổn mà nhỉ? Trong khi DFS thì bạn ấy thực hiện công việc là duyệt đánh dấu đỉnh đấy đã thăm rồi. Sau đó đẩy đỉnh đó vào trong cái vector P. Nếu đỉnh ở U mà bằng đỉnh V tức là đi đến nơi rồi thì truy vết đưa nó ra. Sau đó ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh kề của nó. Thầy quên thầy chưa xem màn hình, các em thấy buồn không? Thầy đang chia sẻ code của Hoài Băng. Đây thầy gửi code của Băng ra qua nhóm. Code của Băng thầy vừa nói lại, thầy quên chưa xem màn hình và xem mỗi file Word. À, xin chào cô Nhung. À, ta đang làm bài DFS short cô Nhung nhé.
Bài DBS là hãy liệt kê tất cả các đường đi từ S đến T và từ T về S và từ T về S. Vậy thì đầu tiên ta xây dựng đồ thị có hướng, sau đó ta sẽ đánh dấu các đỉnh là chưa thăm, sau đó ta duyệt DBS từ đỉnh S đến đỉnh T. Sau đó thực hiện là khởi tạo lại các đỉnh đã thăm rồi là thành chưa thăm và ta lại DBS từ đỉnh T về đỉnh S. Bây giờ ta sẽ thực hiện như sau. Với mỗi lần duyệt đến một cái vùng đỉnh bắt đầu từ DFS đến đỉnh U, ta đánh dấu đỉnh này đã thăm rồi và đẩy cái đỉnh U lưu vào cái vector. Nếu đỉnh U bằng đỉnh V tức là ta đã gặp được cái đỉnh T rồi thì ta sẽ thực hiện là đưa cái đường đi đó ra. Ở đây bạn D cộng cộng khả năng là để cầm cờ. Đúng rồi, đây bạn để cầm cờ. Đấy, để phát hiện xem là có nghiệm hay không, nếu không có nghiệm thì xem. Sau đó đưa cái truy vết, đưa cái vector vừa ấy ra. Còn nếu mà để xuôi thì các bạn for xuôi nhé, còn nếu ngược thì các bạn for ngược. Sau đó đưa các cái đỉnh này ra trong vùng liên thông đấy ra. À không phải trong vùng liên thông, trên đường đi từ S đến T ra. Sau đó duyệt qua tất cả các đỉnh kề. Với mỗi đỉnh, nếu đỉnh đấy chưa thăm thì ta DFS từ đỉnh đó cho đến đỉnh T. Sau khi thực hiện DFS xong thì bạn là đánh dấu rằng đỉnh U đã thăm rồi và lấy đỉnh này ra khỏi vùng liên thông. Có sự cải tiến một chút ở chỗ nào. Đó là bài của Hoài Băng nhé. Để thầy thêm code vào đây để mọi người có cái tham khảo để nó so sánh. Ở cái bài trên thì cả nhà có thể chỉnh sửa lại nhé, bởi vì khi nãy thầy sửa theo ý tưởng của cái bài DFST là liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T trên đồ thị có hướng. Về khi nãy ta đã đổi nó sang đồ thị vô hướng ở trong cái chỗ xây dựng đồ thị. Trên đây là bài làm của bạn Băng thầy vừa đã gửi trong nhóm tới mọi người. Ta sẽ tìm tham khảo xem code của một số các bạn đã nộp ở trong nhóm nhé. Có Băng này, có Chu Minh. Chu Minh nộp hai phiên bản ở đời thầy lấy phiên bản cuối cùng. DBS đây là ta xem bài làm của Trung Minh nhé. Bắt đầu trong chương trình chính, sau khi bạn xây dựng đồ thị xong, sau đó bạn gọi là DFSST, sau đó khởi tạo lại, sau đó bạn lại DFST phát nữa rồi TTS rồi. Có nghĩa là đỉnh gốc là đỉnh T. Ở đây bạn sử dụng ba tham số. Khoan nhé, để lại quay lại cái code của đầu tiên để thầy xóa đi, bởi vì code trên Word nó không không đảm bảo chính xác. Rồi ta tiếp tục nhé. Bây giờ trong giải thuật DFS của bạn thì bạn sử dụng thêm một cái tham số nữa. Khi DFS đến đỉnh nào đó thì để đánh dấu đỉnh đấy thăm rồi, duyệt qua tất cả các đỉnh kề của nó. Nếu đỉnh kề mà chưa thăm thì ta sẽ lưu vết đi đến đỉnh đấy. Nếu đỉnh đấy mà bằng đỉnh T tức là đã đi đến nơi rồi thì ta truy vết từ đỉnh S đến đỉnh T. S đó là bạn truy qua cái cửa này. Mới hiểu được cái chữ S ở đây, còn U đây là cái đỉnh mà mình sẽ DFS. Sau bạn DFS đến đỉnh P. Rồi. Thôi cũng được. Rồi, việc truy vết thì làm tương tự giống như ở phần trên. Cái mảng chain này có 400 đỉnh, thầy nhớ là đề bài này là 1.000 đỉnh chứ nhỉ, hay là mấy vậy, là bao nhiêu đỉnh nhỉ? N đây nó có 3.000 đỉnh, Trung Minh nhé, nó có 3.000 đỉnh, do đó
kích thước của nó sẽ khoảng tầm 3.000 nhân 3.000. 3.000 nhân 3.000 thì như nó cái đường đi của nó sẽ tối đa khoảng 3.000. Không, nhắc khoảng tầm 1.000 đấy. Bởi vì chắc 3.000 máy thầy nó cũng không chấm được đâu. Buồn cười nhất mấy cái bài MAC các bạn học sinh làm cứ chấm lên bảo thầy ơi em làm đúng tại sao code nó không full điểm. Full điểm thế nào được? Máy của thầy chạy chậm. Chứ không phải thuật toán của các em chạy chậm. Rồi bài bài của Chu Minh các bạn đã hình dung được ý tưởng rồi chứ? Bài Chu Minh đã thầy đã gửi cho qua Zalo rồi đúng không? À chưa, bài này mới là bài của Băng. Đấy, có đính kèm cả tác giả là Hà Nội Chu Minh nhé. Rồi ta sang tiếp xem có code bài làm của bạn Giang Thắng xem sao. Đây, Giang Thắng bạn sử dụng ma trận kề. Đây là một cái làm rất rất cơ bản khi ta mới bắt đầu học đồ thị. Bắt đầu ta duyệt đến tất cả các đây đọc dữ liệu này các bạn nhìn đấy, ta chỉ xây dựng cạnh UV chứ không xây dựng cạnh VU nhé. Đấy, nó khác với đồ thị có hướng với vô hướng, nó khác mỗi ở chỗ này thôi, còn đâu tất cả các cách duyệt tương tự, các giải thuật khác cũng tương tự. À, tương tự như vậy bạn làm cái giải thuật làm vẫn theo cái tư tưởng của mình, duyệt qua tất cả các đỉnh. Nếu tồn tại, nếu đỉnh đấy chưa thăm và tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V thì lưu vết lại. Nếu đã đi đến nơi rồi thì đưa 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 đường ra. Đấy. Đây, bạn sử dụng bằng F để làm gì? Là FI. À, bằng F là đánh dấu đỉnh đấy đã thăm chưa. Đấy. Sau khi duyệt xong rồi thì bạn giải phóng cái đỉnh đấy để ta để đỉnh ấy tham gia vào đường đi khác. Đấy. Nên bạn đánh chê của nó bằng không. Còn ở đây bạn truy vết đưa đường đi nó ra. Vậy các bạn nhớ để chỗ này nhé. Sau khi DFS xong hết đường này thì từ đỉnh S đến đỉnh D ra xong rồi thì ta lại thằng này với thằng này thằng kia. Là cái nhỉ? Một dần. Thì các bạn tham khảo thêm bài của Giang Thắng nhé. Trong mỗi bài nó cũng có sẽ có cách hay của nó. Có Chu Minh, Giang Thắng. Có phía dưới này của ai đây nhỉ? Của Thế Anh. Thế anh thì duyệt ST, duyệt TS đúng không? Đúng với mỗi đỉnh. Duyệt tất. Các bạn for đưa ra luôn. À, mà đẩy nó vào trong một cái mảng. Sau đó đưa cái mảng đấy ra luôn. Duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận. Nếu tồn tại đường đi thì duyệt đến đỉnh đấy. Đếm trừ trừ. Nếu được. Chính đây cái quá trình là pop một cái đỉnh ở trong queue ra của băng này để chèn đỉnh khác vào, lợi hại đấy. Ôi giời, một cái ông này tham số tham siếc ngầu quá. Thôi để thêm code của Thế Anh lên vào để mọi người tham khảo nhé. Cái code này của bạn lớp 11. Ta xem ở trong nhóm mình có bạn nào có Chu Minh Hoài Băng à, có Vũ Huy đây nữa. Huy đâu nhỉ?
Vừa thấy vô viên mà. À, và sao thầy thấy D sót đấy? Thầy để xem có bài làm mà. Với bài của anh Hồng Đức xem. À đâu, DMS sau này. Kurumi là của anh Hải này. Ôi, thầy kêu mày đâu nè. Cô chẳng được quá. Thầy tìm này. Đây. Cốt này cũng y như cốt của Hoài Băng nhưng sử dụng là ma trận kê. Cốt của anh Hùng Đức. Tư tưởng của các bạn vẫn như thế. Đang bị bill cái gì đây? Tư tưởng của anh Hồng Đức cũng thực hiện như thế, cũng giống như Kem, vượt qua tất cả các đỉnh, nếu đỉnh đấy chưa thăm thì ta thăm đỉnh đấy, khi thăm đến đỉnh nào thì đánh dấu đỉnh đấy, đẩy đỉnh đấy vào trong đường đi, và sau đó ta đưa đường đi, nếu gặp được cái đỉnh T thì đưa đường đi đó ra, sau đó duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận để DFS đến cái đỉnh gốc của mình đấy. Sau khi ra khỏi vòng DFS thì ta khởi tạo lại cái đỉnh trạng thái của đỉnh đấy để cho đỉnh đấy được phép tham gia vào vùng liên thông kế tiếp. À, của trên đường đi kế tiếp sau lấy cái đỉnh trên cái lấy một đỉnh trong z.bookmatch thằng z thôi, bỏ loại bỏ cái đỉnh cuối cùng trên cái đường đi vừa ra, sau đó lại thêm một đỉnh mới vào để đưa ra được cái đường đi mới. Đó là bài DFS shot nhé. Ngoài ra thì tới thời điểm này mới có một số các bạn nộp trên bài DFS shot. Trước đó thì có một số các học sinh khác nữa. Mình xem của bạn Thảo. Không tạo liên quan được. Rồi, ok. Như vậy tới thời điểm này cái bài DFS short này các bạn đã có được cái tư tưởng làm rồi chứ? Tư tưởng của chúng ta đó là nó bao gồm hai bài toán liệt kê từ đỉnh S đến đỉnh T và liệt kê các đường đi từ đỉnh T quay về đỉnh S. Và ở đây là ta thực hiện bước 1, thực hiện nhập dữ liệu. Bước 2, ta thực hiện khởi tạo và duyệt. Bước thứ 3, nếu không có được, nếu có trong quá trình duyệt nếu có đường đi thì ta đưa đường đi ra, còn nếu không có đường đi thì ta đưa ra trừ một, thì ta kết hợp với kỹ thuật cầm cờ. Và đây là một cái bài tập điển hình cho cái việc duyệt và đưa ra đường đi trên đồ thị có hướng bằng giải thuật DFS. Các bạn lưu ý nhé, bằng giải thuật DFS. Sau này mở rộng của bài toán này là các cái bài toán cũng đường đi như này nhưng người ta gắn trọng số cho nó. Trọng số là gì? Ví dụ bây giờ thầy có 6 thành phố như trên, sắp được ngày mai mùng 2 tháng 9 rồi. Thầy giả sử thầy đi du lịch Hạ Long Park chẳng hạn. À, Hạ Long Bay chẳng hạn, cái chỗ mà Dragon gì đấy, Dragon Park, thầy nhớ rồi. Chỗ khu vui chơi của thành phố Hạ Long ấy, có khu vui chơi có trò chơi mạo hiểm ấy, thì có N bằng 6 là khu vui chơi. Sau đó có một số các cái mà có thể đi trực tiếp đến với nhau. Đến cái thứ nhất giá vé là 5.000, cái thứ hai giá vé 10.000, cái thứ ba giá vé 5.000, cái thứ sáu này cái giá vé 25.000, cái này giá vé 10.000, cái này giá vé 8.000. Đấy. Bây giờ chi phí là vợ thầy cấp cho thầy x đồng để thầy đi tiêu. Giả sử như x là bằng 10.000. Mỗi lần đi chơi chắc vợ chỉ cấp cho 10.000 là cho vui chơi thoải mái rồi. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ với 10.000 đó thầy đang đứng ở đỉnh số 1. Đây, sau khi vào cổng thầy đang đứng ở khu vui chơi số 1.
hay được phép chơi trò này hoặc là không chơi trò này, hoặc là đi đến khu vui chơi nào bắt buộc phải chơi trò đấy. Mà bây giờ cái cổng ra của thầy nó ở ngay cổng số 6 này. Đấy. Bây giờ thầy để muốn tìm một cái đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 mà sao cho tiêu hết đúng x đồng. Là bao gồm có bằng x đồng này, nhỏ hơn hoặc bằng x đồng này. Đấy, hoặc là thỏa mãn một cái điều kiện khác. Thỏa mãn một cái điều kiện sau khác là tổng chi phí là nhỏ nhất này. Đấy. Thì với cái bài toán đấy là bài toán chi phí trên các đỉnh. Các đỉnh nó có chi phí là cái bài toán lớp bài toán thứ nhất. Cái lớp bài toán thứ hai là lớp bài là người ta chi phí cho các cạnh. Khi đó cạnh 1, 3 có chi phí là A đồng. Cái này là B đồng, thằng này là C đồng, thằng này ở đây là A1 này, A2 này, A3 này, A4 này, A5, A6 chẳng hạn, A7, A8. Chi phí chiều mỗi mỗi chiều nó có thể là khác nhau chẳng hạn. Vậy thì bây giờ người ta hỏi là nếu mà thầy đang đứng ở đỉnh số 1, thầy sang thăm ông số 6 thì cái đường đi nào để thu được tổng chi phí nhỏ nhất? Đấy, người ta gọi là đường đi ngắn nhất. Đấy. Đồng đường đi có chi phí nhỏ nhất. Đấy. Đường đi có chi phí đi qua nhiều đỉnh nhất. Đường đi có chi phí ngắn nhì. Đấy. Thì với những cái bài toán đấy, nó sẽ có những cái giải thuật kinh điển để giải quyết các bài toán đấy. Nhưng ta nhận thấy rằng dù nó kinh điển hay không kinh điển thì ta vẫn có thể giải quyết nó bằng giải thuật là duyệt đồ thị theo chiều sâu DFS. Bởi vì mỗi lần các em truy vết ra được nó đồng nghĩa với việc là các em hoàn toàn có thể tính được tổng chi phí đi từ cạnh này đến cạnh kia. Và khi đó kết quả của bài toán là nếu người ta hỏi min thì tìm min, hoặc hỏi max thì tìm max. Bài nào hỏi tìm giá trị nhỏ nhì thì tìm giá trị nhỏ nhì. Đấy. Bài nào là tính. Còn nếu tiền vé mà mua ở các đỉnh thì mình cập nhật trọng số ở các đỉnh. Nếu bài tiền vé mà mua ở các cạnh thì cứ với mỗi hai đỉnh đứng cạnh nhau là một cạnh thì ta đẩy trọng số nó vào trong tổng. Đấy. Cứ tương tự như vậy. Và từ đấy trở đi thì các bạn nhận thấy rằng với các bài toán tìm cái đường đi thỏa mãn điều kiện không phải chỉ đơn giản là giải thuật Dijkstra, hoặc là các bạn sử dụng các cái giải thuật khác để làm trên đồ thị, mà cái bài toán xuất phát điểm gốc của nó các em hoàn toàn có thể giải được bằng giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu. Tuy nhiên thì độ phức tạp thuật toán nó hơi tệ một tí nhưng cũng dùng được. Đi thi quan trọng đầu tiên, nếu không nghĩ ra cái gì thì đề bảo thế nào làm như thế đấy chắc chắn sẽ có giải. Đó là một trong những cái tiêu chí kiên quyết. À. Rồi, như vậy thì với cái bài toán DFS short như này thì chúng ta cũng sẽ vừa rồi thì cả nhà cũng đã nhanh chóng nắm được là theo tinh thần của bài toán duyệt DFS trên một đồ thị có hướng nhé. Và thầy đã gửi tới code một số các cái giải thuật. Đến cái nào đây. Phải để những mình. Quên mình gửi nhóm gian đâu. Ngày mai là mùng 2 tháng 9 này. Chắc mọi người cũng sẽ có cái kế hoạch riêng. Hy vọng cả nhà đi chơi vui vẻ, chụp nhiều ảnh, nhớ đăng Facebook hoặc Zalo nhé. À, Facebook của thầy là Đặng Tuấn Thành nhé. Các em cũng có thể tìm thấy thầy. Tuy nhiên Facebook thì thầy hơi ít dùng bởi vì nó tốn nhiều thời gian quá. Khoảng một năm thầy đăng hai cái ảnh. Đợt tới chắc là thầy sẽ chia sẻ video trên Facebook để cho mọi người quan sát nhiều hơn. Nhưng mà thực tế cũng không có thời gian mà lướt chứ, chứ nói gì. Rồi, thầy cho mình sang bài DFS Short 2. À, hôm nay thầy cho mình cố gắng xong mấy bài này nhé. Để ngày mai ta chuyển sang các bài đồ thị khác đi. Đồ thị này thầy cho mình làm nhiều. À, thực tế, sau khi làm xong tập DFS này, các em đã làm được tất cả những bài nào có thể làm được bởi duyệt theo chiều sâu. À, bài số 90 thì cho đồ thị có hướng n đỉnh m cạnh. Bây giờ thầy trò mình sẽ cần phải
thực hiện theo yêu cầu của bài toán là ông này vẫn đang đứng ở đỉnh F, bà kia vẫn đang đứng ở đỉnh T, cuối tuần mới gặp nhau ở đâu đó trong đồ thị. À, cái này nó rất hay, ở đâu đó trong đồ thị, đồ này rảnh ghê nhỉ, tức là ta hẹn nhau gặp ở đâu đấy, hãy tìm các đỉnh mà James và Alisa có thể di chuyển tới để họ có thể gặp nhau. Tất nhiên họ cũng có thể gặp nhau từ S và T. À, phải nghĩ ra rồi. Chắc các bạn cũng nghĩ ra rồi đúng không? Nếu mà ta DFS từ đỉnh S đến đỉnh T thì ta lưu được tất cả các đỉnh. À, lưu được tất cả các cái đỉnh mà cái ông S này có thể đi đến. Nếu DF từ T về S thì mình cũng sẽ lưu được tất cả các đỉnh mà ông T có thể đi đến. Vậy thì số lượng đỉnh giao nhau của hai cái tập này đó chính là những cái nơi mà họ có thể gặp được nhau. Ồ, hay đây. Ôi thế thì bài này nhạt quá nhỉ. Bài này là đếm cho mảng thứ nhất là mảng C1 có k phần tử, mảng C2 có à, mảng D1 có k2 phần tử. Mảng D2 à, D1 có k1, D2 có k2, đếm số lượng phần tử bằng nhau. Đúng. Được. Hay. Bài DFS Short 2 nó đưa ra 1 2 4 6 là như thế nào? Thì ta cùng quan sát như sau. Từ đỉnh 1 nó đi qua đỉnh 2, nó đi về đỉnh 4, sau đó nó đi qua đỉnh 6. Đây là những, không phải đi về mà đây là những nơi mà đỉnh 1 có thể đi đến được. Ta nhận thấy 1 đi qua 2, đi qua 4, qua 6 được. Và bây giờ ta thử đi chiều ngược lại. Từ đỉnh 6 thầy có thể đi về đỉnh 2. Ok, thầy dùng tích màu xanh nhé. Từ đỉnh 6 thầy có thể đi từ đỉnh 2. Từ đỉnh 2 thầy cũng có thể đi về đỉnh 4. Hoặc từ đỉnh 2 thầy đi qua đỉnh 5, sau đó đi qua 4 không về 5, sau đó qua 1. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng từ đỉnh 6 nó cũng có đi qua được 2, nó cũng qua được đây mà nó qua được đây. Cái ở cái chiều màu chiều đi thì nó cũng có thể đi qua đỉnh màu đỏ đấy nữa. Đấy. Để nó đi về được đỉnh 6. Nhưng do cái tập do thằng ba này nó không đi qua được. Đúng rồi. Đỉnh 3 cũng được mà. Đỉnh 3 ư? Ý của Vũ Huy nói là ông này ông đi từ đỉnh cái bà màu xanh này, để thầy clear lại phát nhé. Ý của Vũ Huy có đề cập là ông này, cái ông Alisa, cái bà Alisa này, bà đi từ đỉnh 6, bà đi về đỉnh 2, sau đó bà đi qua đỉnh 4, sau đó đi về đỉnh 5, ông qua đỉnh 1, sau đó về về gặp ông này ở đỉnh 3 đúng không? Sau đó ông này ông nhảy từ đỉnh 1 sang đỉnh 3 đúng không? Không ngờ thầy đang còn đi guốc ở trong bụng Vũ Huy. Huy nói đến đỉnh ba cái thầy nhớ ngay rồi, như vậy thì thầy chấp nhận accept câu trả lời của Vũ Huy. Thế thì họ hoàn toàn có thể đi về được đỉnh 5. Đỉnh 5 cũng có thể chấp nhận được. Bởi lẽ cái bà Alisa này ba từ đỉnh 6, bà đi qua đỉnh 2, bà đi qua đỉnh 4, bà đi về đỉnh 5. Còn cái ông kia thì ông sẽ nhảy phát đi sang đỉnh 5. Đúng không? Đấy. Thì vẫn là hợp lý vì vẫn gặp nhau được ở đỉnh 5. Rồi. Như vậy thì rồi. Như vậy thì qua qua đây thì sau khi cái test chạy bằng cơm có khả năng là thầy chạy chưa chưa duyệt hết các khả năng ra nên nó chưa hoàn toàn đúng, nên qua cái Vũ Huy vừa đề xuất ra như thế thì ta nhận thấy rằng với dữ kiện của đề bài đó là những cái đỉnh mà họ có thể đi đến được. Thì không nhất thiết phải đi hết nhỉ.
Ở chỗ này mà cả nhà có ai có ý kiến gì khác không? Góp ý giúp thầy với. Thầy thấy Thuận chào về rồi, thế mà thấy Thuận lại vào đây rồi. Tức là ở cái đỉnh này thì cái đồ thị này nó hơi đặc biệt một tí. Tức là cái ông một này này, cái ông một đỏ. Ông một này này, ông bước một bước ông sang đỉnh ba, ông ngồi ông hút thuốc lào đấy. Thế chờ cái cô Alisa, ông là cái cô màu xanh này. Đấy. Cô nhảy qua đây. Sau cô nhảy xuống đây. Sau cô nhảy sang đây. Lúc này cái ông kia chắc là chuyển từ hút thuốc lào là nhảy sang xem bóng đá rồi. Sau đó nhảy về đây. Đấy. Sau đó hai ông bà gặp nhau ở chỗ đỉnh số 3 này. Rảnh ghê. À, Thuận đã vừa xong cả. Ok. À. Rồi như vậy thì ta nhận thấy là đường đi như vậy là như vậy, cái đồ thị này nó hơi đặc biệt là nó sẽ đi là 1 2 3 4 5, tất cả các đỉnh đều chấp nhận nhé. Tí nữa chắc thầy phải xây dựng lại test của bài này. À, như vậy thì với cái cách trả lời và hỏi của Vũ Huy vừa rồi thì ta thấy rằng dữ kiện của chúng ta bây giờ ta sẽ tiếp cận lại một chút, đó là thay vì có lấy cái ta có một cái bài tìm tất cả liệt kê các đỉnh đi được từ đỉnh S, đây ta có bài toán này liệt kê tất cả các đỉnh đi được từ đỉnh S. Đấy, để liệt kê tất cả các đỉnh đi được đỉnh S thì ta vẫn thực hiện giống như bài ở bên trên là liệt kê D, D, DFSS. Thì ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán là đầu tiên nhập dữ liệu. Việc thứ hai ta xét các đỉnh đi đến được đỉnh S là các đỉnh nằm trong cùng một vùng liên thông với nó. Như vậy thì khi ta gọi DFS thì ta sẽ thu được tất cả các đỉnh nào mà nó sẽ nằm trong vùng liên thông đấy. Như vậy thì ta sẽ lưu được, nếu ở đây ta sử dụng mảng C để lưu nhé. Rồi sau đó ở cũng ở bước bước 3, à, sang bước 3 thì ta sẽ khởi tạo lại cái mảng free của đỉnh Y bằng chu. Sau khi khởi tạo lại thì ta lại thực hiện DFS. Ta lại thực hiện DFS đỉnh T thì ta thu được mảng D, mảng C có k một phần tử, mảng D có k 2 phần tử đấy. Rồi bây giờ thì thực tế trong quá trình DFS thì các đỉnh đó được duyệt theo lần lượt các cái thứ tự nhưng chưa chắc nó đã tăng nên ta cần sort nó lại theo tăng. Rồi như vậy bước 1 nhập dữ liệu, bước thứ hai ta căn cứ rằng là các cái đỉnh nào mà nằm trong vùng liên thông với đỉnh S là ta DFS từ đỉnh S thì nó sẽ đi được tất cả các đỉnh mà cái ông S ông có thể dừng lại hút thuốc lào để chờ bạn mình đến đấy. Tương tự như vậy ở cái bước số 3 của mình ấy thì mình lại DFS thằng T, tức là mình sẽ liệt kê tất cả các đỉnh mà đi được từ thằng T, và khi các cái đỉnh đi được từ thằng T thì ông Alisa sẽ đi đến một đỉnh nào đó và chờ bạn mình hoặc là gặp mình gặp bạn đang chờ ở đấy. Vậy thì kết quả của bài toán là cái số đây là số lượng đỉnh, à không, không phải là dãy các đỉnh chung của CK1 và DK2. Đấy. Vậy thì để đưa ra dãy các đỉnh chung này thì cũng không cần phải làm gì nó hầm hố bởi vì ta nhận thấy rằng các đỉnh được đánh số thứ tự từ 1 cho tới n. Đúng không? Vậy thì ta hoàn toàn cũng có thể
duyệt qua ta có rất nhiều các cái kỹ năng, đó là đến một cái đỉnh nào đó, nếu đỉnh đó mà có ở trong cái vùng ở bên trên thì ta tăng biến nếm lên. Vậy thì ta nên sử dụng kỹ thuật mảng đánh dấu để đếm nhé, chứ không chỗ này cũng không cần phải quy hành động, cũng không phải liệt kê làm gì nhé. Bước đầu tiên ta đánh dấu tất cả những cái thằng C, các đỉnh nằm trong thằng CK1 là có xuất hiện. Bước thứ hai ta duyệt trên thằng DK2, cứ với mỗi thằng D đấy mà C của thằng đấy mà đã bị đánh dấu bằng chu thì thằng đấy có xuất hiện ở trên mảng C, và ta đưa cái đỉnh đó ra đấy. Và chi phí của nó chỉ là ON cho cái giải, cho cái bước 4 này thôi. Như vậy thì cũng theo tinh thần trên thì ta cũng sẽ thực hiện xây dựng đồ thị. Bài này không phải DLS của Nguyễn Thâm mà DLS62. DLS62. Và bây giờ ta không phải DFS đi từ đỉnh S đi đến đỉnh T nữa, mà ta sẽ DFS từ đỉnh S để nó dừng ở đâu đó trong đồ thị. Sau đó DFS T để nó dừng đâu đó ở trong đồ thị. Nếu mấy cái chỗ đâu đó của ông thứ nhất và ông thứ hai mà chạm nhau thì chứng tỏ hai ông này gặp được nhau. Đấy. Thôi để theo tư tưởng của ta xây dựng đồ thị, và ta sẽ duyệt qua tất cả các cái bước một xây dựng đồ thị. Bước thứ hai ta duyệt qua tất cả các đỉnh kề của nó. Với mỗi đỉnh kề của nó thì ta sẽ DFS đến đỉnh đấy. Khi DFS đến đỉnh đấy thì ta đẩy đỉnh đấy vào trong một cái set. Đấy, của Vũ Huy đẩy nó vào set nhé, để vào set và sau đó thực hiện đánh dấu nó đã đi đến rồi và duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận rồi. Như vậy thì thực hiện công việc này xong, cái ta thu được cái thằng H của bạn, đó chính là một bây giờ mình lưu cái thằng H này sang thằng là một thằng gọi là H1, sau đó tí nữa ta lưu thằng H2 sang thằng H2, sau đó ta đánh dấu H1 đánh dấu H2 nhé. Đấy. Rồi ở đây thì ta sẽ bỏ cái đấy, ta thử tìm một bạn nào ở trong xem DFS62 chúng ta bạn nào ạ. Cái test của bài này có lẽ thầy sẽ phải xây dựng lại nhé, bởi vì có khả năng là chưa chắc đã, test nó đã chính xác, bởi vì có khả năng là lần trước thầy code thầy vừa đang nghĩ rằng ông đấy không đi qua cái đỉnh S và đỉnh T. Người ta xem trong nhóm lớp mình bạn nào làm bài DFS này rồi nhé. Đây, có vài DFS chuẩn phát ngày xưa cốt ở đây. À, cũng có vẻ đúng đấy. Cái ông này ông cô là xây dựng đồ thị này, đánh dấu các đỉnh này, duyệt qua đỉnh S để đánh dấu các đỉnh này, duyệt qua đỉnh T để đánh dấu các đỉnh này, sau đó họ đánh dấu luôn ở trong cái quá trình này, đi đến đỉnh đấy. Tổ chức thành hai thủ tục duyệt đồ thị DFS khác nhau, một cái DFS từ T đến S, một cái DFS từ S đến T. Ô, quên thầy không chia sẻ màn hình nhỉ? Buồn quá. Các bạn chờ thầy một tí nhé. Đây. Đây. Một cái code Pascal duyệt từ S đến T này. Thì đánh dấu thằng đỉnh này này. Sau đó duyệt từ T đến S này. Đánh dấu các đỉnh tiếp này. Sau khi duyệt xong rồi. Đây ta có biến CK1, CK2 không biết đâu. Đây trong cái quá trình duyệt mình truy vết. Trong duyệt 1 thì đánh dấu truy vết 1. Trong duyệt 2 đánh dấu truy vết 2. Có nghĩa là thay vì liệt kê thì ta sẽ đưa nó ra luôn. Ta đánh dấu nó luôn. Sau đó cho y chạy từ 1 đến n, nếu cái đỉnh y nào cùng được đánh dấu ở trên hai đường đi thì đưa đỉnh đi đỉnh nó ra. Lợi hại ghê. Các bạn chờ thầy tí nhé, để thử xem bài này có đúng không. Đã thấy gửi mọi người.
À, khi code các bạn chấm bởi Pascal thì các bạn chuyển sang đuôi chấm Pat nhé. Đây là phía sau hai. Ê, server này nó chấm được cả bài bài làm bởi Python, C cộng cộng và Pascal, Java nó cũng chấm được. Thì VLS sau hai nó chạy. Thầy quên thầy đoàn xe cửa sổ một mình buồn thầy quá. Ô đề vào sau hai được 21 điểm, ngợp quá. Trời ơi, khớp đáp án được có mỗi đúng một test. Có khả năng là giải thuật của thầy trong lúc xin test thì chạy nó không đúng rồi. À, tuy nhiên qua cái ý tưởng vừa rồi của bài Pascal này là hoàn toàn chính xác. Để thầy sẽ xin test lại cái bài này nhé. Mọi người đọc được code Pascal chứ gì? Để thầy tìm một cái bài DFS short khác và ai đó làm tốt hơn nào. DFS short thì tại thời điểm này có Hoài Băng, có để lấy trong thư mục bài làm đi thì nó bản final có Hoài Băng DFS short 2 để gửi tới cả nhà để cả nhà xem luôn nhé. Ta xem tới đâu xong tới đấy luôn, duyệt tất cả các đỉnh xong thì ta sẽ thực hiện. Để yêu cầu của bài toán là ta sẽ xây dựng đồ thị này, đánh dấu các đỉnh này, DFS từ S đến T, DFS từ T đến S. Nếu cái thằng này mà không, còn sau đó đưa ra các đỉnh. Ồ, Hoài Văn làm rất hay, tức là bạn put cái đỉnh đấy vào trong cái set luôn. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các đỉnh. Rồi, ok. Cứ với mỗi đỉnh thì ta sẽ đẩy nó vào trong vector. À, bạn đẩy nó vào trong P là vector rồi. Rồi ta sẽ thực hiện duyệt qua ta, nếu U bằng V, tức là đi đến đích rồi, thì chèn tất cả các đỉnh đó vào trong thằng set. À, ý tưởng rất hay. À, khoan, em có đúng không nhỉ? Thế có một số đỉnh mà thằng kia không đi đến mà nó cũng nằm trong set thì làm sao mà chính xác được nhỉ? À, ý tưởng của bạn Băng là bạn là dùng một cái kiểu tập hợp để lưu các đỉnh khác nhau. Nhưng mà rõ ràng cái đường 134 với đường 124 thì nó sẽ phải lưu là 1234. Thế làm sao đúng được nhỉ? Thầy nghĩ là không đúng được. Bởi vì khi đó bạn duyệt qua tất cả các đỉnh nằm trong cái set này. Việc bạn insert một cái đỉnh đấy vào. Bạn nhớ khi DFS 1, 3, 4, 5 thì nó để 1, 3, 4, 5 vào. Sau đó DFS thằng kia thì thằng 6 nó về 5 thì nó đẩy 5 vào. Thầy nghĩ cách của Hoài Băng có khả năng là không hoàn toàn đúng đâu. Thôi để thầy tìm code khác nữa. Chờ thêm một giây. Thầy xem của Trung Minh nha. Để gửi tới cả nhà cốt của Trung Minh để xem cho rõ, chứ qua cửa sổ zoom lại không thêm xem rõ.
Rồi bài của Trung Minh là ta sẽ ten 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 DFS từ đỉnh S đến đỉnh T. Rồi khi DFS thì bạn duyệt qua tất cả các đỉnh, đẩy nó vào một đường đi. Nếu nhìn thấy rồi thì ta gọi truy vết. Trong quá trình truy vết, bạn sử dụng cái thằng này là cái thằng gì đây? Nghe như giống như priority view ấy nhỉ? Đúng luôn. Nhìn thấy PQ dự đoán ngay priority view, bạn đẩy đẩy các đỉnh vào trong hàng đội ưu tiên, đỡ phải mất công sót. Ở đây là cốt cú à Minh Chú? À, Chú Minh, để thầy xem nào. Để thầy, cái cốt này là nó vào cái cốt file bài làm, như vậy là nó sẽ là cái cốt phiên bản cuối cùng đấy. À. Đây. Có phiên bản mùng 1 tháng 9 đấy, ớ sao lại à, đó là của ngày hôm qua. Xin lỗi bà con. Đó là phiên bản của ngày 18. Còn phiên bản này là phiên bản ngày 19 của chú Minh. Để chúng ta sẽ để tiếp tục nhé. Ừ, cái phiên bản kia thầy mở cái bài của file 18 bảo thầy thấy rõ ràng cái user là rồi bạn DFS từ S đến T, duyệt qua tất cả các đỉnh đánh dấu và gọi thủ tục truy vết. Khi truy vết đến đỉnh nào thì bạn là đẩy cái đỉnh nó vào priority queue. Như ở buổi trước thì ta nói khi đẩy các đỉnh vào priority queue thì nó sẽ thu được các cái đỉnh theo thứ tự mình đã sắp xếp đấy, mà cứ đến đỉnh nào thì put nó luôn vào đấy cho nó nhanh, put vào xong nó sẽ nổi. Rồi chạy xong rồi thì ta sẽ làm gì? Sau đó bạn sẽ gọi thủ tục append thằng lưu một. Vậy thằng lưu một nó sẽ lưu cái gì? Lưu một đâu ta? À, quên, append thằng lưu không, thầy chưa thấy thằng lưu không ở chỗ nào. Lưu ơi em ở đâu? À, lưu không nó chỉ là tên biến mà à? À, lại đẩy nó vào một cái map mà gồm có hai thông số rồi, và một cái tham số thứ hai là cái thằng gì đấy, append. Rồi append thằng lưu không, tức là sau khi append xong thì mình lấy được cái giá trị của nó ra ngoài. Rồi tóm lại nó là một cái map gồm có hai tiêu chí là kiểu nguyên. Ok, nếu mà từ nào priority queue của mình đang còn rỗng, đúng rồi. À, tóm lại lưu cái thằng là thì lấy cái thằng ở trên đầu ra, sau đó bỏ nó đi mà sẽ lưu nó vào trong cái thằng lưu không này. Đấy là lưu các đỉnh khác nhau của DFS từ đỉnh S. Rồi lưu một là lại lưu tất cả các đỉnh DFS từ đỉnh kia. Ừ, không ngờ là Trung Minh sử dụng priority queue hay đấy, lại dùng cả chuyên cả tham biến nữa. Rồi sau đó DFS là hai, ta thu được thằng lưu một thì lấy nó ra. Rồi sau mà lấy ra của hết của thằng này cũng đồng nghĩa là mình giải phóng luôn cái priority queue đấy, quá xuất sắc. Rồi sau đó ta thực hiện tiếp thằng lấy tất cả các đỉnh trong vùng liên thông đi đi từ T về S ra thì lưu vào lưu một, sau đó duyệt qua tất cả các đỉnh trên lưu một và bạn đếm nếu lưu không chấm cao thằng p chấm first. P chấm first là cái p chấm first tại thời điểm này nó là cái giá trị, cái tiêu chí đầu tiên đó là lưu giá trị của nó và nằm ở trong đỉnh này, thì đẩy cái đỉnh này vào trong cái vector lưu, vector lưu không chứ không phải lưu một nhé. Lưu đây là cái kết quả cuối cùng, tức là bạn thấy rằng là cứ với mỗi đỉnh này bạn tìm xem có ở trong đỉnh kia không. Đấy, nếu mà có trong đỉnh kia thì khi đó ta sẽ đẩy nó vào một cái mới để lưu nó vào đấy.
Còn nếu cái này sau khi thực hiện xong thì cái đỉnh này nó lưu tất cả các cái đỉnh chung của hai hai cái, nó cũng giống như mảng C, cái mảng mảng D, mảng E của mình chứa các phần tử chung của C, mảng C và mảng D đấy. Sau nếu cái thằng này rỗng thì thêm thông báo là -1 đấy. Còn ngược lại ở chỗ này sao không thấy eo nhỉ? Chỗ này hình như phải có eo với chúng mình nhỉ? À không, và bởi bởi vì nếu mà đi vào đây thì nó rỗng thì nó cũng không đi vào đây nhỉ, nó đi qua luôn. Nhưng tốt nhất chỗ này có eo được thì tốt. Rồi, cảm ơn chúng mình, một cái code quá chỉ là hay. Chúng mình. Đấy, các bạn cũng sẽ học hỏi từ các bạn của mình trong các em học hỏi từ các bạn của mình ở trong lớp qua cái cách sử dụng đấy, qua cái cách sử dụng Play2Q như trên, theo thầy nghĩ là một trong những cái thao tác rất xuất sắc. À. Rồi bây giờ như vậy bài vừa rồi là của Chu Minh, ta xem có bài của ai nữa. Thầy đang chia sẻ, kiểm tra thêm đang chia sẻ cái gì rồi. Thầy có Chu Minh này, bài có anh Bắc Dương này, Đức, xem Đức có tư tưởng gì khác không. DFS kiểu rất nông dân thuần túy hiệu quả. Xu hướng này không phải là xu hướng tốt, ta lấy xu hướng khác xem sao. Ừ, đây xem anh Lộc anh làm thế nào cái bài này. Anh ấy DFS từ đỉnh S, sau đó khởi tạo lại D, sau đó DFS từ đỉnh T, sau đó anh sort cái vector này lại, sau đó anh đưa các vector này này ra, rồi người ta kiểm tra xem trong DFS anh làm gì. Nếu đỉnh ấy chưa thăm thì đánh nhóm đỉnh đấy, sau đó đẩy cái thằng này vào vector này. Cái này cũng làm giống như của bạn băng ở bên kia, thầy nghĩ không phải là cách làm đúng, hoặc là có khả năng thầy chưa chứng minh được nó đúng tại thời điểm này. Xem Quang làm thế nào. Đấy, các bạn mắc lỗi. Để em xem các em chia sẻ nào. Để một chương trình bắt đầu từ chỗ nào đây? Đọc dữ liệu. Còn ẩn thì nhiều quá. Vượt qua tất cả các đỉnh lân cận. Đây truy vết. Nếu thăm rồi thì tiếp tục. Nếu không chế vét đó. Để này cho dễ nhìn. DFS từ đỉnh nhẹ. À, ý của bạn Quang là bạn duyệt qua tất cả các đỉnh nằm trong phạm vi từ 1 đến N. Bạn liệt kê tất cả các đỉnh có thể đi được, liệt kê tất cả các đỉnh nằm trong cái đường, liệt kê tất cả các cái đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh Y. Sau đó bạn DFS từ đỉnh S đi về đỉnh Y và đỉnh S đi về đỉnh Y. Khi đó các cái đỉnh thỏa mãn, nếu mà trong khi mà ta DFS như thế, nếu mà tất cả các đường đi từ S về Y và từ S về Y thì chứng tỏ là họ sẽ gặp nhau ở đỉnh Y, và đỉnh Y này là một đỉnh trên đồ thị. Ồ, lợi hại ghê. Được, ý tưởng lớn. Ý tưởng của bạn Quang, Phạm Nhật Quang thì bạn sẽ làm như thế này.
Tưởng quá chi là hay, để thầy bỏ đi một số cái dòng trống là cái vòng nào người qua Zalo tới các em nhé. À, qua cái code này thì ta nhận thấy như thế này. À, ý tưởng của bạn là sau khi xây dựng đồ thị xong thì bạn ấy sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cái đỉnh Y nằm trong phạm vi từ 1 đến N. Cứ với mỗi đỉnh Y, bạn DFS từ đỉnh S đến đỉnh Y để liệt kê tất cả các đường đi từ S đến Y. Sau đó DFS từ đỉnh sau đó DFS từ đỉnh T về đỉnh Y để liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh T về đỉnh Y. Thì khi đó trong quá trình liệt kê đấy thì ta sẽ lưu được các cái đỉnh trung gian mà đi về được đỉnh Y. Cũng từ bên này cũng như thế. Và như vậy thì nếu mà họ đi được về đỉnh Y nào đó thì khi đó đây, nếu đi được đỉnh về đỉnh Y nào đó thì chứng tỏ đỉnh Y đó là đỉnh là nơi họ có thể gặp được nhau và ta đưa đỉnh Y ra. À, quá chi là lợi hại. Đây, sau khi đi về xong nếu mà gặp nhau được thì đó là tư tưởng của Vận Quang nhé. Cũng là một cái tư tưởng hay, mọi người về tham khảo nhé. Anh nhỉ quá. Đây là một nhân tố rất xuất sắc của đội tin của thầy năm vừa rồi. Bạn chờ thầy tí nhé. Để kiểm tra lại xem. Rồi, thầy cho mình còn bài 9192 nữa. Hôm nay cố gắng cho xong nhé. À, cho xong phần này ông thầy cho mình chuyển sang nội dung kế tiếp, xem lại cái thời gian này trên hệ thống còn ở thằng này nào. À, tối nay mùng 1 tháng 9 2023 mà các bạn chưa đi chơi vẫn còn có thời gian để lập trình như thế này là điều vô cùng tuyệt vời. Và thầy cho mình xem cái tham khảo ý tưởng của bạn nào khác nữa. Đấy, nghe kiểu Vũ Huy đọc kiểu trừ trừ đấy. DFS từ đỉnh L, đúng không? Lưu nó sang chỗ khác. Sau đó clear nó đi, men set nó lại, DFS lần này. Sau lại tạo ra một cái tập hợp. Rồi. Sau đó thực hiện là vượt qua tất cả các đỉnh này, nếu hai đỉnh mà bằng nhau thì về chèn nó vào cái set. Sau đó duyệt qua duyệt từ đầu đến cuối các cái thằng này và sau đó đưa nó ra. Đấy, còn nếu mà cái set này có kích thước bằng rỗng thì xe ra trừ một. Ý tưởng rất rõ ràng. Ừ, trong cái quá trình các em học thì các em khi nhận được các cái đây của bạn Thảo. À, các em nhận được các cái code thì các em hãy cố gắng xây dựng được cái ý tưởng của code của bài toán của mình. Và với cái ý tưởng đấy thì tức là khi đọc một code thì mình phải để hiểu được, cố gắng hiểu được cái ý tưởng của người ta làm và sau đó mình sẽ giải thích được ý tưởng và mình có thể làm theo ý tưởng của họ được. Cũng giống như khi mà thầy đi dạy, thầy thấy học sinh làm bài chẳng mấy khi thầy sẽ xóa code của bạn đấy đi code lại đâu, và thầy sẽ chữa theo cái hướng của học sinh đấy đang làm thì sẽ giúp ích hơn nhiều so với việc mình clear tất cả sau đó mình code lại từ đầu nhé. Nên thường thì sẽ sửa bài của người khác sẽ hay hơn so với việc ta xóa đi ta code theo ý tưởng của mình. Ý tưởng của mình chỉ là một cách thôi. Các bạn thấy cái cách thầy đề xuất so với cái bài làm bây giờ là nó có rất, ít nhất là thầy nhận thấy được có khoảng ba sự khác nhau về thuật toán và cách tổ chức chương trình nhờ. Đấy, thầy gửi code của bạn Thảo, các bạn thấy sử dụng set theo đúng tư tưởng rất đơn giản. DFS lần thứ nhất lưu vào một vector DFS, lưu vào một cái set. DFS lần thứ hai cũng lưu vào một DFS lần thứ nhất lưu vào một vector, lần thứ hai lưu vào một vector. Sau đó ta duyệt qua hai cái vector đấy, nếu có hai phần tử giống nhau
thì put nó vào trong cái set. Khi ta put vào trong cái set thì ta lưu được các phần tử khác nhau. À, đấy. Và sau đó từ đầu cho đến cuối. Đấy. Bởi vì trong cái quá trình mình put như thế thì chắc chắn thì các cái phần tử này nó được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Bởi vì mình duyệt từ đầu đến cuối mà. Còn nếu nó không tăng thì ngay từ lúc đầu mình sort nó lại đi. Đấy. Sort cái vector lại. Rồi, thế còn bài làm của ai cho bài toán này nữa không nhỉ? Bây giờ có Băng Minh Chu Vũ Huy. Để xem Vũ Huy. Để Vũ Huy là xây dựng đồ thị đánh dấu các đỉnh DFS từ S, DFS từ T. À, trước khi DFS từ T thì ta DFS T. À, em tổ chức hai thằng khác nhau. Rồi em sử dụng hai mảng free khác nhau, đỡ khỏi phải tạo đúng không? À, rồi. Như vậy thì sau khi em DFS thằng thứ nhất thì em sẽ thu được các đỉnh mà nó có thể đi đến, nó có trạng thái của nó. DFS thằng thứ hai em lưu được các đỉnh có các trạng thái của nó. Sau đó em duyệt qua tất cả các đỉnh trong thằng SE. Đâu, put đỉnh nó vào chỗ nào nhỉ? À đây 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 đây. Đây. Thằng DFS em không tức là em chỉ put vào của một đỉnh thôi đúng không? Tức là trong hai đường đi thì em chỉ put một đường đi thôi, còn cái đường đi kia nó đã đánh dấu chu phô rồi. Ý tưởng lợi hại đấy. DMS thằng SE là nó xuất phát từ T, nhưng mà đã chắc gì chúng mình gặp được nhau mà đưa ra được của mỗi thằng T nhỉ? À đây 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 à. À em lại lợi hại ghê. Được đấy. À, tức là khi đi đến một thằng nào đó em đánh dấu bằng chu, mà nếu thằng đấy mà có ở trong cái thằng DFS kia đã bị đánh dấu chu rồi thì em insert nó vào đúng không? Ừ, dùng lúc đầu Vũ Huy dùng biến T đi ở đây thầy không nhận ra về FT với FS đấy, nhưng mà hóa ra là lần DFS lần đầu tiên em thu được mảng SS là lưu các đỉnh nằm liên thông với mà các đỉnh có thể đi đến được từ đỉnh S, nó đánh dấu bằng chu bởi thằng FS này. Sau đó em DFS thằng T, khi DFS thằng T thì em đánh dấu các đỉnh mà đi đến được từ T. Sau đó thì trong khi đánh dấu cái đỉnh nào đi đến được từ T mà thấy rằng ở bên đỉnh S nó cũng đi đến được thì em chèn nó vào một cái set. Ừ. Sau đó em đưa nó ra. Ý tưởng quá hay, được. 10 điểm cho chất lượng. Thế đấy, các bạn thấy rằng cũng cũng với cái ý tưởng như thế, việc cài đặt và hoặc thậm chí ý tưởng còn hay hơn so với cái ý tưởng củ chuối của thầy đúng không? Và các bạn làm rất chi là siêu. Và thầy hy vọng là các bạn khác cũng thế, các bạn nên có những cái tư duy tự nhiên như thế và cài đặt cái tư duy tự nhiên của mình để nó ra thành bài toán. Rồi. Ta lại sang tiếp tục bài kế tiếp nhé, không tí nữa hết mất thời gian, không đủ thời gian chữa. Chúng ta đang hay. Bài kế tiếp nữa, bài DFS. Ta phân tích lại một chút. Bài DFS là ông Dê vẫn đang đứng ở đỉnh S. Cái bà kia bà vẫn đang ở đỉnh T. Còn 8 phút là dự trả lời tí, thầy ép thời gian vào cái. Đó, 60 phút à thôi. Cái này 60 nó không 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 cho S, nó cho S một cái số nhỏ hơn 60. Rồi bây giờ ta thực hiện là đường truyền được gọi là an toàn khi có ít nhất hai đường truyền khác nhau từ đỉnh S đến đỉnh T. À. Như vậy thì một đường truyền được gọi là đường truyền an toàn khi mà khi bước 1 là kiểu gì mình phải liệt kê từ đỉnh S đến đỉnh T. Và nếu mà thu được số lượng đường lớn hơn 1 thì đây là đường an toàn, đúng không? Và lưu ra biến đếm. Hai đường truyền được gọi là khác nhau khi có ít nhất một đỉnh trên đồ thị là khác nhau. Bây giờ tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T, hỏi nó có an toàn hay không. Nếu có ghi là nhất và đưa ra được số lượng đường truyền đi từ S đến T. Cái bài đường truyền an toàn này nó có trong một cái kỳ thi rất lớn.
nó tương đương với một cái bài thi lập đội tuyển cấp quốc gia ấy. Thì trong cái bài đường truyền an toàn này thì nó có thêm trọng số nữa, ngoài việc là hỏi có thể đi được đường để, từ S đến T hay không, thì trong các cái đường truyền đấy, đường truyền nào là có chi phí rẻ nhất đấy, đường truyền nào là có chi phí tốn tốn nhất, đắt nhất, vân vân, thì người ta thêm trọng số của cạnh hoặc là thêm trọng số của đỉnh là nó sẽ ra ngay bài toán có trọng số mà. Còn đây ta đang duyệt trên đồ thị không trọng số, còn nếu mà có trọng số có chơi thì trong quá trình truy vết các em cứ cộng nó lại với nhau thôi và cập nhật cái giá trị tốt nhất. Tất nhiên xử lý khéo léo một tí. Như vậy bài DMSZ là bài là đếm số lượng. Như thầy đọc qua thì ta nhận thấy nó là cái bài đếm số lượng đường đường đi từ đỉnh S đến đỉnh D. Thầy đọc qua với nhận thấy như thế, DMSZ. Bài toán là đếm số lượng đường đi khác nhau từ đỉnh S đến đỉnh D. Đấy. Vậy thì để liệt kê được đường đi từ đỉnh S đến đỉnh D thì ta hoàn toàn vẫn đã áp dụng cái bài toán. Hãy ta thực hiện liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh S có thể đi đến được đâu đó. Thì trong các cái đường đi mà mình thu được thì cái đường đi nào mà có đi qua đỉnh T thì ta dừng lại, ta đếm luôn. Đấy. Vậy thì ta sẽ suy ra cái bài toán là bài toán liệt kê tất cả các đường đi, không phải liệt kê mà là đếm, đấy, đếm số lượng tất cả các đường đi từ đỉnh S. Khi đếm này thì thực tế của ta đó là ta liệt kê cái bài toán DFSJ ấy, đếm số lượng tất cả các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Khi các bạn đếm đến từ đỉnh S đến đỉnh T thì ta nhận thấy nếu với mỗi đường đi, nếu đến được cái đỉnh T thì ta thực hiện là tăng tầng Z lên. Đấy. Thì ta tăng tầng Z lên. Đấy. Bởi vì ta nhận thấy rằng là trong cái quá trình mình, à không, theo thầy nghĩ thì mình sẽ như thế nào nhỉ, cho nó tiện nhỉ. Bởi vì trong quá trình DFS thì các cái đỉnh của 1, 2, 6, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 9. Để tránh tình trạng là nó đưa ra đường đi giống nhau. Ví dụ như này, thầy thu được đường đi 1, 2, 6, B, đỉnh nhà S và đỉnh 6 chẳng hạn. 1, 2, 6, xong tí nữa thầy có là 1, 2, 3, 6. Hai đường này là chấp nhận. Xong tí nữa thầy đi qua 1, 3, 6. Cũng chấp nhận. Tí nữa thầy có đi qua thằng 1, 6. Cũng chấp nhận. Tí nữa nó đi qua 1, 6, 7. Nhưng khi tới 6 mình dừng rồi. Nhưng đường 1, 6, 7 này bị tính. Khi nó đi qua 1, 6. À, 156 rồi kế tiếp là 1567 quay nhỉ. Và theo ý tưởng của chúng ta là cứ với mỗi đường đi trong bài thì quá trình mình DFSJ, ví dụ như cái đường đi 1, 2 này và 1, 2 đường này là chấp nhận này, cái đường này chấp nhận, đường này chấp nhận, thằng này đi 1, 6, 7 thì nó đi qua đỉnh 7, thì khi đến đỉnh 6 mình dừng lại thì cái đường đi này nó bị trùng. Nếu mà mình sót các cái đỉnh này lại,
nó đi qua 1 2 5 6, là tức là cũng tí nữa từ 6 nó lại qua được 7, nó lại ra một đường đi nữa 1 2 6 7. Vậy bây giờ mình tìm đếm như thế nào để đếm được hai thằng này? Thầy cho mình chỉ đếm là một thôi này, hai thằng này cũng tính là một này. Thôi chắc là cái chỗ này cài đặt khéo léo thôi. Cái này chắc kỹ thuật cài đặt thôi chứ cũng không xử lý khéo léo các đường đi. Ví dụ như đường đi này. Và đó là chính là 156. Rồi, đấy, đó là ý tưởng của cái bài toán là như thế. Tóm lại, bài toán này nó chính là cái bài toán DFSJ, là bài toán tìm đường đi. Và trên cơ sở bài toán tìm đường đi đấy, các em sẽ biến thể nó bằng cái cách, một là xây dựng đồ thị có hướng, hai là trong cái quá trình ta DFS để đi từ đỉnh S đến các cái đỉnh kề với nó, thì ta sẽ truy vết ngược lại để ta liệt kê ra các cái đường đi. Như thế thì sợ thiếu nhỉ. Còn nếu mà không thì ta sẽ truy vết ngược lại để đưa ra đường đi à? Có cách nào sử dụng set mà khi put nó vào nó là nó các phần tử là vector không nhỉ? Và mỗi phần tử nó là một vector khác nhau. Được rồi, đó là một cái đề xuất thế thôi. Còn nếu không thì chỗ này xử lý khéo léo trên mảng một chiều nhé. Xử lý thế nào sao cho hai thằng này chỉ tính được là một cái nhé. Rồi bây giờ ta thử xem tới thời điểm này DFS short có bạn nào làm được rồi. À, DFS Trung Minh rồi. À, sử dụng cái set được à? Thầy cũng chưa 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 code dùng set cái bài này code cái lần nào. Thì em thử xem nhé. Mình phải tính như thế nào mà để sao cho hai thằng này nó chỉ tính là một cái thôi. Bởi vì đỉnh của mình đi đến là đỉnh xuất phát là một, đỉnh kết thúc là 6. Ở chỗ đấy mình tùy cơ ứng biến nhé. Kể cả dùng mảng một chiều cũng được. Miễn ta đến đúng. Lý khéo léo có phết. Kiểu giống như bài nhiều bài quá. Bài DFS này tới thời điểm này có rất nhiều các bạn đã nộp đây rồi, để thầy xem này. DFS ngày 13 bạn Băng đã nộp DFS đây rồi. Các bạn này chờ tí nha. DFS đâu nhỉ? DFS để xem mặt Băng và làm thế nào nhá. Duyệt qua tất cả các đỉnh, xây dựng đồ thị đánh dấu DFS từ S đến T. Rồi, sau khi DFS từ S đến T bạn thực hiện, nếu đi đến được đỉnh T thì đánh dấu tăng vị đếm lên. Ồ, mới thế nào? Mỗi thế thôi các em. Sau khi mình nghĩ một cách rất chi là lòng vòng, thì bạn nghĩ rằng là trong quá trình DFS nếu đến được đỉnh T thì tăng vị đếm lên. Cái ra cũng đúng. Thử phát nhé. Đây là bài của Băng. Chờ thầy 1 giây. Để thầy thử chấm đánh xem bài này có đúng không. Nhưng mà theo ý tưởng thế thì đơn giản quá nhỉ. Trong khi mình đang nghĩ đi là nó rất chi là phức tạp.
Và chấm chưa xong, các bạn chờ tí nhé. Với cái tư tưởng như thế này thì nó chỉ là rõ ràng. Ô, đúng luôn các em ạ. Quá chi là ngầu. Được, như vậy code của băng đã ok. Như vậy là một cái code rất hay của băng. Đúng như băng tư duy vừa rồi là cứ khi mà đi đến mỗi đỉnh mà nếu mà gặp được đỉnh S đi từ DFS từ S nếu mà gặp được thằng T thì đúng là đó là một đường đi. Ồ, lợi hại thật. Rồi, các bạn lớp 6 bắt đầu spam server của thầy chả trách thế lát thế. Rồi, vừa rồi là code của băng tư tưởng rất rõ ràng. Rồi, chữ phải băng cũng không phải băng lại gào lên mà tại sao thầy gõ tên em là chữ băng nghe nó nhạt thế. Rồi, bài của băng rất chi là hay. Để xem có ai đây nào. Chu Minh à? Ok, Chu Minh. Để xem code của Trung Minh nha, ta xem là vấn đề này từ S đến T thu được cái thằng D1, khả năng D1 là số lượng phần tử rồi, vẫn chưa thấy đâu. À đây, lưu thằng D đây. Vậy thằng D này khi truyền vào ở chương trình này là gì? D, 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 D1. Thằng D1 là cái gì? D1 là ngay giữa D1. D1 ban đầu còn 0. DF thằng 0. Để A0V bằng 1. DF đến đường vuông. Trong A0V bằng 1 đánh dấu. Rồi, ta làm gì nữa đến lúc này lại? Vượt qua tất cả các đỉnh để đẩy nó vào. Nếu đi đến đỉnh này rồi thì gọi chi vết ra. Tóm lại để lấy giá trị số lượng đỉnh. Đúng rồi, hôm trước thấy Trung Minh sử dụng đây rồi. Đây chính là số lượng đỉnh trong trên đường đi. Đến được DV lưu DV này nếu không nhầm là số lượng đỉnh đi đến đỉnh V, bắt đầu từ đỉnh S đi đến đỉnh V là D đỉnh. Rồi. Sau đó bạn thực hiện là duyệt qua tất cả các cái đỉnh đấy, duyệt nghe giống như duyệt tinh thần sắp xếp đổi bọt. Duyệt qua tất cả các đỉnh lưu trên đường đi, nếu đỉnh này mà có xuất hiện thì phải tạo đêm một người lại tìm break. Nếu D mà khác đi, nếu D mà khác không thì giảm D đi. Khả năng là giống như sau vòng này nếu D mở, nếu thằng này mà bằng không. Phủ định của thằng này. Nếu thằng này bằng chu hoặc bằng phô bằng không hoặc bằng một, à cái này nếu thằng bằng không bằng một hoặc là tuyến đâu ngược lại. Phủ định của thằng D, nếu D bằng không phủ định nó bằng một, nếu D này vẫn bằng không thì vừa bằng đâu.
nếu đây này mà bằng một hoặc cái này bằng, nếu thằng này bằng không, không bằng bằng chung, nếu cái này bằng một, một cái này này phòng gì cái này à đúng rồi. Nhưng mà chỗ này thì nghe thấy xử lý hơi lằng ngoằng nhỉ, thế tại sao không luôn là nếu phủ định D1 chứ? Chỗ này chung minh thì tại sao không, chỗ này chỉ cần nếu phủ định D1 là, hoặc là nếu D1 bằng bằng không được mà nhỉ, bởi vì khi đó ta lưu ra D1 là số lượng số lượng đường đi đấy, số lượng đường đi nó mà bằng bằng không thì ghi ra đâu, còn đây lại và hoặc D1, phủ định của D1 hoặc D1 nó vẫn là D1. Rồi đại loại với cốt của Trung Minh như thế. À đúng rồi, rồi chính xác chính xác. À, bài này là bài đường đi an toàn, khi đó nó phải có hai đỉnh thì mới là hai đường đi mới là an toàn đúng không? Một đường đi được gọi là an toàn nếu có hai đường đi khác nhau, nên ý của em ở đây là nếu nó không có đường đi hoặc chỉ có một đường đi thì xe đâu hoặc rồi thầy đã hiểu, cảm ơn Trung Minh. Và như vậy thì ở cái cốt bên trên có vấn đề gì không nhỉ? Cốt trên nàng băng nhà mình thì bạn DFS à đây bạn đây, nếu D lớn hơn một sẽ không nhìn thấy cái đằng này. À, D là số lượng đường đi. Và cảm ơn băng, cảm ơn Minh Chu. Xem Vũ Huy DFS sẽ chạy thế nào nào. Cũng một cái cốt nhưng các bạn là cốt theo mỗi bạn kiểu một kiểu, thầy thấy cái sự sáng tạo rất tuyệt vời, mà theo thầy nghĩ chắc chỉ có mỗi môn tin học mình mới có được cái điều này. À, bài này là của Vũ Huy. À, Vũ Huy thì sau khi DFS xong thì nếu số lượng lớn hơn hai thì CL nhất và biến D ngược lại CL đâu. No. Đứa thì lớn hơn một, đứa thì phủ định của một phủ định của D1 và D ngầu quá. May là thầy cũng hay đọc cốt của học sinh nên tùy cơ ứng biến được. Rồi, đó là cốt bài làm của các bạn rất hay. Thầy thử xem có cốt của bạn nào mà trông pro hơn một tí không? Để xem của anh Hùng Đức xem. Anh Hùng Đức sử dụng ma trận kề. À, đấy anh Hùng Đức lại đếm đếm nhỏ hơn bằng bằng một, thế nên mình chưa nhỉ, mỗi bạn đúng mỗi kiểu, nếu nhỏ hơn bằng một thì xèo đầu, ngược lại xèo nhất. À, ok bài này hoàn toàn chấp nhận. Cái đoạn là anh Hùng Đức không biết phải có cái kiểu builder là để làm gì đây. Anh Hùng Đức cũng sử dụng ma trận cây để đưa vào đây cho nó đa dạng. Vũ Huy nếu lớn hơn hai return, còn anh này nếu nhỏ hơn bằng một thì sẽ ăn đâu. Nên các bạn thấy cốt chương trình của môn tin mình hay sự sáng tạo tuyệt vời, nó thể hiện qua từng câu lệnh. Rồi, tóm lại ta tham khảo thế thôi với bài này. Túm lại qua cái bài này thì ta đã giải quyết được một cái bài toán rất hay. Đó là bài toán đếm số lượng đường đi khác nhau từ đỉnh S đến đỉnh T. Khi đó ta thực hiện đếm đường đi các đếm số lượng các đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T thì bài toán chỗ này ta không cần phải xử lý lòng vòng trường hợp này nữa. Thì khi khi đó nếu mà cái thằng đếm mà lớn hơn hoặc bằng 2 thì ta đưa ra cái thằng giá trị nhất và cái đếm ra. Đấy. Ngược lại thì ta đưa thằng nâu ra. Ta lưu ý nhé, khi đi thi thì những cái chữ nhất và nâu nó thường là chữ in hoa hoặc là chữ năn đấy, là chữ in hoa thì mọi người nhớ để ý. Rồi ta còn mỗi bài 92, bài xếp 2. Đường đi được gọi là quên cái này đang chưa nói lại chỗ này. À, với cái bài đường đi an toàn này nó biến thể thành rất nhiều các bài hay khác nhau. Bây giờ trong một đường đi được gọi là đường đi an toàn khi mà nó có tối thiểu hai
ít nhất hai đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T và tổng chi phí của nó phải nằm trong đoạn từ A đến B nhá. Tổng chi phí phải nằm trong đoạn từ A đến B, chứ bây giờ các bạn tìm ra được hai cái đường đi an toàn mà đường đi đó chi phí đắt quá thì chắc cũng không ai cho chấp nhận cho mình đâu. Hoặc là ví dụ người ta bảo là bài suy hao tín hiệu, trước đây trong một cái đề thi ở cấp khá cao nó có cái bài suy hao tín hiệu, tức là khi tín hiệu đi từ đỉnh S đến đỉnh T thì khi đi qua một cạnh thì nó bị suy hao do cái khoảng cách. Thì ví dụ như cạnh 1, 2 suy hao là 5 đệ 5 5 đơn vị, cạnh 1, 5 suy hao là 4 đơn vị, cạnh 5, 4 suy hao 15 đơn vị. Đấy. Bây giờ thì người ta cần gửi tín hiệu từ đỉnh 1 đến đỉnh 6. Người ta muốn biết được rằng cái đồ thị này có hai cái đường đi có đường đi an toàn hay không, biết sao cho cái tổng mà suy hao tín hiệu là nó phải tuổi ít nhất là bao nhiêu đấy, ít nhất là giá trị x chẳng hạn. Thì khi đó với mỗi đường đi, các bạn lưu ý nhé, khi đó với mỗi đường đi thì nó sẽ có các cái chi phí ở trên các cạnh này. Đấy. Vậy thì trong cái quá trình mình DFS đi đến cạnh nào đó mà để đi đến được cái thằng đỉnh T ấy, thì mình nhớ cộng chi phí vào, bởi vì đó chính là tổng năng lượng suy làm suy suy yếu tín hiệu mà. Thì khi mà mình gặp được một cái đỉnh T thì mình cập nhật được cái tổng đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T đấy, và sau đó sau khi mình mà không đi đến đỉnh T thì mình phải trừ đi trọng số của nó để ta bắt đầu đi tìm đường đi khác, sau đó mới quay về đỉnh T. Vậy thì với cái trọng số đó mà đường đi ta thu được, theo kinh nghiệm thì ta nên liệt kê tất cả các trong quá trình mình tìm được đường đi từ S đến T thì mình lưu trọng số của nó luôn và tăng luôn biến đếm lên. Nếu trọng số của nó mà nhỏ hơn tổng cái suy hao tín hiệu, mà nhỏ hơn giá trị x, nhỏ hơn giá trị x mà người ta cho, và nó đi được đến thằng kia thì tăng biến đếm lên. Thì sau khi thực hiện xong, nếu mà biến đếm của mình vẫn bằng không thì vẫn nhỏ hơn hoặc bằng một thì không tồn tại đường đi an toàn với cái tổng chi phí thỏa mãn đề bài đấy, là mức suy hao tín hiệu. Trước đây nó có một cái bài rất hay trong cái đề thi. Vậy từ từ đó thì ta nhận thấy được rằng là cái giải thuật DFS của mình, nó khi có thêm trọng số vào nữa thì bài toán nó cực hay. Ta chỉ cần giải bằng được DFS ta đã thấy nó hay rồi, sau này các bạn làm nó bằng các cái giải thuật nâng cao hơn thấy nó còn hay gấp bội nhé. Đó là bài DFS thêm trọng số, thầy gợi ý thêm nhé. Bài kế tiếp nữa là bài điểm đếm an toàn, một điểm đến an toàn cho đồ thị. Ông này đang đỉnh S, ông muốn đi đến một cái đỉnh nào đó trong đồ thị. Một đường chuyền được gọi là an toàn nếu ít nhất hai đây. Rồi. Cái chỗ này sửa thì chưa hết. Bây giờ tóm lại là như thế này. Một đỉnh T thì được gọi là đỉnh an toàn nếu mà tồn tại hai đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Bây giờ người ta hỏi rằng trong đồ thị này có bao nhiêu đỉnh T? Đấy, nó chỉ đơn giản đó là những đỉnh nào. Vậy thì với cái bài toán trên thì nó cũng quay về bài toán của ta là nếu ta đây có đỉnh S rồi thì thằng kia là đỉnh T. Vậy thì mình sẽ ta sẽ duyệt qua lần lượt tất cả các đỉnh T và ta thực hiện lại cái bài toán DFSC1 nhé. Để ta thực hiện thằng DFSC1. Và với thằng DFSC1 thì người ta sẽ thu được cái đường đi của từ đỉnh S cho đến đỉnh T nhé. Mọi người lưu ý điểm đấy. Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục nhé. Vào DFSC1. Vậy bài DFSC2 nó còn hay hơn bài DFSC1. Rồi bây giờ thì ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các đường đi, duyệt qua tất cả cái đỉnh T nằm từ đỉnh 1 cho đến đỉnh thứ N. Tất nhiên là nếu cái thằng T mà khác thằng S thì ta mới thực hiện cái bài toán nhỏ này. Đếm số lượng đi khác nhau từ đỉnh S đến đỉnh T, nếu biến đếm lớn hơn 2 thì chứng tỏ đỉnh T này là thỏa mãn điều kiện. Vậy thì ta sẽ đẩy cái
thằng T vào vào đâu đó, vào cái thằng set đi, vào mặt C có K phần tử đi, nó bình dân đúng không? Sau khi ôi à, sau khi đẩy xong rồi thì ta bài này nếu mà có cầm cờ không nhỉ, nếu không có thằng nào thì đưa ra không à, thì cầm cờ thêm tí cho nó ngông. Đấy, ban đầu khởi tạo cờ à, bằng không. Đấy. Thì sau khi thực hiện xong thằng trên thì ta sẽ thực hiện như sau. À chính xác rồi, Vũ Huy đây thầy đang nói vào à ừ đúng đấy. À, thầy đang có bảng C có K phần tử đây, hoặc là các bạn dùng set hoặc dùng cái gì để lưu rồi đúng không? Rồi. Sau khi thực hiện công việc trên xong thì ta thu được cái mảng C có K phần tử, nếu K bằng không thì lạc quan. Thì xe ra thằng không ngược lại thì ta đưa mảng C ra có K phần tử ra đấy, chi phí thuật toán rất rõ ràng đúng không? Và ta nhận thấy rằng cái bài toán khi nãy của mình ý, nó là một bài toán con của bài toán này, thậm chí cái bài mà khi nãy thầy có kể tên là cái bài suy hao tín hiệu ấy, nó cũng là cái bài toán con của cái bài toán trên ấy. À nó là một trường hợp khác của bài toán trên. Bài toán này thì nó tổng quát hơn hết. Bài toán này là thầy cho mình là hãy liệt kê tất cả các đỉnh an toàn trên đồ thị. Đấy. Bây giờ ông này đang ở đỉnh một, ông kia đang ở đỉnh kia hai. Bây giờ người ta lại hỏi là bây giờ ông đấy, hai ông này muốn đi và muốn dừng lại ở một đỉnh được gọi là an toàn, hỏi là ông cao ông này gặp nhau được ở đâu. Vậy thì đầu tiên là mình sẽ thực hiện cái công việc là liệt kê tất cả các đỉnh an toàn ra. Sau đó nếu mà ta DFS từ ông T mà đi qua được các đỉnh nào trong các đỉnh này thì ta put nó vào một cái set, vậy đó chính là các đỉnh an toàn mà hai ông này có thể gặp nhau được. Đấy. Đấy, từ đó nó sẽ biến thể thành rất nhiều các bài toán khác nhau, và sau đó người ta thêm các cái trọng số. Bây giờ biết là các đỉnh đó là an toàn rồi, bây giờ người ta cho trọng số tiền mua vé ở các đỉnh. Đấy. Bây giờ ông này ông đang đứng đứng ở đỉnh số 1, ông muốn di chuyển đến một đỉnh nào đó là an toàn, sao cho chi phí là nhỏ hơn hoặc bằng x chẳng hạn. Thì khi đó mình sẽ đưa ra cái đường đi từ đỉnh này cho đến đỉnh an toàn và cập nhật trọng số, nếu trọng số nhỏ hơn x thì đó là đường đi hợp lý. Đấy. Đếm số lượng đường đi thì ta đếm, còn nếu mà liệt kê đường đi thì ta liệt kê đường đi đấy. Vậy thì qua cái bài đếm số vùng liên thông vừa rồi thì à quên đếm các điểm an toàn này thì ta nhận thấy rằng giải thuật DFS một lần nữa nó phát huy được cái sức mạnh duyệt trên đồ thị. Và về bản chất của nó thì nó sẽ giải quyết được đa rất nhiều các bài toán đồ thị khác nhau. Vì thế không phải tự nhiên mà thầy đưa ra cái tập bài 19 bài, hình như 19 bài duyệt đồ thị từ 73 đến 92 với chữ đầu cộng 1, 19 bài duyệt DFS. Và cũng mong cho các bạn là sau khi làm các bài, các em sẽ có thời gian để chắc là mấy cái hôm nghỉ thì các em tranh thủ cài lại toàn bộ các cái bài toán này. Đây là những cái bài toán thực sự là tốt để cho các em hình thành được kỹ thuật lập trình nhé. Các em có kỹ thuật lập trình tốt thì khi gặp các bài tập về đồ thị các em thấy nó dễ hơn nhiều mấy bài quy hành động. Mấy cái bài đồ thị ngồi đang còn code được, mấy bài quy hành động không mò ra được công thức thì toi, thì đó buộc phải áp dụng các cái kỹ thuật cài đặt khác. Đấy. Mà ở cứ với mỗi bài thì sẽ có những cái hay, và trong quá trình dùng thì các bạn nên tham khảo cách cài đặt, ý tưởng cài đặt của mọi người, cách sử dụng, cách for vector, cách sử dụng set, cách sử dụng priority queue, rồi cách sử dụng queue hoặc sử dụng stack mà như một số các bạn đang dùng ở trong cái tập bài này. Rồi, bây giờ cũng đã là 11 10 giờ 38 rồi. Cũng thầy ơi, thầy xem lại bài xếp phần cây đề bài không giống như cô bà này. À
cái chỗ cốt của bài xếp thì với cộng với test của bài này thì để thầy phải kiểm tra lại nhé. Bởi vì khi nãy trong cái quá trình mình phân tích thì mình mới thấy là à quên bài bài xếp này á. Bài xếp này như đúng rồi mà nhỉ? À, Trung Minh à, không giống như của băng á, để thầy xem lại một tí. Theo theo băng thì thầy thấy băng với Minh Trung nó khác nhau có mỗi chỗ này thôi mà, có mỗi chỗ điều kiện thôi mà. Đây của băng đây, của băng là lớn hơn một thì sẽ ao nhiếc, còn Minh Chu thì Trung Minh thì sẽ thực hiện là nếu nó bằng không hoặc bằng một thì sẽ lớn hơn một thì sẽ ao nhiếc. Đây, như vậy thì ở đây là nhỏ hơn hoặc bằng một thì sẽ ao đâu, ngược lại sẽ ao nhiếc, thế thế vẫn đúng mà. Sau đây thầy gửi tới các em file này và thầy hy vọng là trong cái khoảng thời gian này trước khi chuyển sang nội dung kế tiếp thì các em sẽ thực hiện là làm lại các cái bài, hoặc là nếu không có thời gian làm lại thì các em tải cái file PDF này ở trong sau đó các bạn truy cập thông qua mục lục nhé. Đấy, thì và qua cái mục lục thì các bạn click trực tiếp vào từng bài, thì với mỗi bài thì ta sẽ xem cốt bài làm của mình, xem cốt bài làm của bạn nhé. Ta sử dụng bookmark dùng thuyết trình để cho mọi người có thể từ từ lại từ từ. Thầy đã update chưa nhỉ? Đấy, vừa mà thầy trò mình mới học được có mấy hôm mà đã được 197 trang rồi. Cũng là một cái lượng bài khá lớn. À, hy vọng từ giờ đến lúc thầy trò mình học xong được khoảng tầm 400 trang là vừa đẹp. Đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ check the click using hitting bookmark. Minh Chu vừa gửi ảnh đi. Ở cái test của Minh Chu nó từ 1 đến 6 nó ra viết và nó liệt kê ra được 4 đường đi à? Được, thế để tí thầy kiểm tra lại, thầy gửi lại sau nhé. Chờ vẫn ra được 10 trên 10 á, ngầu đấy. Hay test của thầy bị ngáo nhỉ? Khả năng test 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 của thầy bị ngáo rồi. Hoặc là test của thầy nó sẽ rơi vào một số các trường hợp bạn đúng. Quên bài DFS xếp 2 hình như thầy chưa thêm cốt của mọi người vào nhỉ? Thầy nhớ thầy vừa thêm vào rồi sao lại ở đây chưa có nhỉ? Chờ thầy một giây để thầy thêm nội dung vào. Cái nội dung giải thuật DFS nó khá hay. Nó rèn luyện cho ta cái tư duy duyệt trên đồ thị, và với cái việc duyệt như thế gần như ta có thể làm được là khá đa năng. Đúng là chưa có cốt của mọi người thật, để thầy lấy cốt một số bạn là DFS của bài DFS C2 nhé. Thêm vào
Hiện nay DMSC2 thì ta có của băng này. Và server thầy bật thường xuyên nhé, trong mấy ngày nghỉ lễ, trừ nếu có mưa sấm chớp bão bùng gì đó thì thầy mới tắt thôi. Còn tắt xong thì hôm sau lúc nào các bạn vào mà không thấy server chạy thì các em nhắn tin báo thầy để thầy bật lại nhé. Có băng ở có Vũ Huy này, trong xem có anh Hùng Đức anh làm nào. Ok, ý tưởng của anh Hùng Đức rất là đơn giản. Nhưng ý tưởng của mấy cái ông mà đạt giải cấp quốc gia, ông cốt trông rất sáng, nhìn đến đây bị như anh Hùng Đức anh đạt giải cấp quốc gia. Người đang học đại học công nghệ đại học quốc gia, anh Hùng Đức hình như học là trí tuệ nhân tạo này. Rất rõ ràng. Và xem có ai tài trợ cốt bài DMS2 hay hay nữa không? Đấy là cốt của bạn Quang xem sao. Rất hay. Các bạn học sinh đội tuyển càng ngày càng có những cái cốt rất chi là ngầu. Rồi về hôm sau các em nộp bài thì thầy sẽ update tiếp lời giải hay của các bạn ở trong cái file này. Khi có những cái file này thì các em cũng nên lưu lại và gửi tặng đến thầy cô và các bạn ở trên lớp của mình nhé, vào đầu năm học, để các bạn ấy có được cái nguồn tài liệu tốt để ôn luyện. Việc mình học thầy là một, nhưng mà cái mình được còn nhiều hơn thế. Và mình chia sẻ với bạn, sau đó bạn nó làm bài nó làm không được, nó hỏi mình và mình dạy lại được bạn. Thì coi coi như là mình đã hiểu được và nắm vững và có đủ cái năng lực để giải quyết các bài toán đấy. Nên ở trên trường thầy các bạn học sinh khóa trước hay dạy các bạn học sinh khóa sau. Dạy đây không phải là chữa bài hộ, giao bài. Sau đó các bạn kia làm, sau đó các bạn ấy hỏi, chúng nó sẽ hỏi và sẽ trả lời, và các bạn kia lại tự lại nhận được câu trả lời, rồi sau các bạn lại tự lại cốt và tự lấy được bài và tự chấm lại. Rồi, ta sẽ export lại. Nên hy vọng các em cũng chia sẻ tài liệu này đến mọi người. Thế hôm nay thầy trò mình nghỉ đây thôi nhé. Bây giờ thầy gửi tới các em cái file bài tập này. Thầy chào cả nhà nhé. Cảm ơn các em hôm nay đã học nhiệt tình dù là ngày nghỉ. Chào cả nhà. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. Bye bye. Thầy cảm ơn Dự, cảm ơn Trung Minh, cảm ơn Vui.